Vô tướng càng tức đến run rẩy cả người, lúc đầu đối với hắn thế nào, vậy mà bây giờ lại giữ gìn hai cha con này như thế, vừa so sánh thì hắn đã tức nổ phổi, giữ tợn nói: "Bà yên tâm, nhìn công lao nuôi dưỡng ta nhiều năm, ngươi thích làm chủ kim châu này, ta sẽ giúp ngươi, để cho ngươi tiếp tục làm, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ giết tên gian phu và nhiệt chủng của ngươi, dù sao tiện nhân dễ dãi như ngươi không lo không tìm được gian phu khác." Lời này có thể nói rất ác độc, nhưng cũng có vài phần sự thật nam nhân của hải như nguyệt không chỉ có mình lê vô hoa sau khi hắn rời khỏi đó bởi vì chú ý đến nên nghe được vài tin đồn để khống chế kim châu hải như nguyệt từng cấu kết với nhiều người trong kim châu nhưng sau đó những người kia đều chết dưới tay lê vô hoa ngược lại chứng thực lời đồn không bỗng nhiên thấy bóng người con trai lóe lên như quỷ mị hải như nguyệt hét lên một tiếng thê lương thảm thiết giang tay muốn ngăn lại vô tướng ra tay thấy vậy càng tức giận lực đánh ra không hề lưu tình lê vô hoa hất tay lên Đầy Hải như nguyệt qua một bên, tay kia thi pháp đẩy con trai ra ngoài, hắn muốn liều mạng một phen. Vô tướng như thấy ảo giác, hắn thấy được một bóng người ôm được đứa bé sau lưng Lê Vô Hoa. Ầm, um, một tiếng nổ vang vọng, Lê Vô Hoa phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, cả người lung lay sắp đổ, suýt chút nữa đã ngã xuống. Mà Vô tướng cũng bị chấn bay ngược ra, sau khi đứng vững, hắn nghiêm nghị nói: "Người nào?" Lê Vô Hoa suýt chút nữa ngã xuống cũng quay đầu lại nhìn. Vừa rồi có một luồng pháp lực giúp đỡ hắn, cản lại một kích chí mạng, giúp hắn còn sống sót. Chương 2203, không thể trêu vào, không thể trêu vào một. Người phía sau cũng không lộ mặt, hắn đeo mặt nạ, mặc dù nghi ngờ, nhưng có thể chắc chắn rằng người kia đến giúp hắn. Người thần bí trả con trai cho hắn, Lê Vô Hoa nhanh chóng ôm bé. Hải Như Nguyệt lão đảo lùi về sau, đợi đến khi đứng vững, nàng mới phát hiện ở đây có thêm một người. Người thần bí từ từ bước lên, nói hắn là trụ cột lớn nhất của mẫu thân ngươi ở vạn thiên động phủ nếu ngươi giết hắn một trường lão vạn thiên động phủ chết như vậy ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi còn sống trong kim châu được nữa không không phải ngươi muốn nàng ta cô đơn thê lương sao ta cho ngươi đến đây làm việc này cũng cho phép ngươi đánh hắn trọng thương coi như cũng phun ra tức giận ngươi hãy xem ở chỗ mẫu thân ngươi năm xưa nuôi ngươi không dễ dừng lại ở đây tha cho bọn họ đi vô tướng cảnh giác cao độ vừa giao thủ là biết Tu vi của đối phương không phải thuộc cấp bậc hắn có thể chống đỡ được, thực lực của mình thế nào thì vô tướng rõ ràng nhất, ở kim đan kỳ không có đối thủ, vì vậy có thể đoán ra được, trong lòng cũng giật mình không thôi, chẳng lẽ người kia là cao thủ nguyên anh kỳ. Ngươi là người phương nào? Vô tướng hỏi lại, vì sao nhúng tay vào chuyện nhà ta? Người thần bí nói, ta cũng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện nhà ngươi, chỉ là không nhìn nổi nữa, dù sao nàng cũng là mẹ ngươi, sao ngươi làm quá thế được? chẳng lẽ ngươi phải tra tấn mẹ mình cả đời mới vừa lòng sao lê vô hoa nói không sai năm xưa mẹ ngươi không làm theo ý mình được ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người trước đây mẹ con ngươi là kẻ yếu một nữ nhân như nàng chống đỡ cả nhà phải đối mặt với ánh mắt từ bốn phía còn phải bảo vệ ngươi ngươi muốn nàng làm thế nào nữa cho dù trong lòng ngươi còn oán hận nhưng cũng nên hiểu nếu không nhờ mẹ ngươi ngươi cũng chẳng đi theo quỷ y được không đi theo quỷ y ngươi còn thành tựu ngày hôm nay sao vô tướng giận dữ nói Cưỡng từ đoạt lý, nếu không nhờ sư phụ đưa ta đi, đôi cầu nam nữ này có nghiệt chủng, người nghĩ bọn chúng còn tha cho ta sao? Sợ là ta đã chết không nhắm mắt rồi, là trời không tuyệt đường tiêu ra ta. Khóe miệng lê vô hoa giật giật, có vài điều hiểu rõ trong lòng, nếu như năm xưa hải vô hoa sinh con của hắn ra, chỉ sợ rằng tiêu thiên trấn đã chết không lý do rồi, điều này tiêu thiên trấn không nói sai. Vô tướng lại quay về phía hải như nguyệt giận giữ mắng. Chẳng lẽ tiện nhân nhà ngươi không biết nếu mang thai nhiệt trùng kia sẽ có nghĩa nào với ta sao? Chỉ sợ trong lòng tiện nhân ngươi rõ ràng nhất, tiện nhân kia muốn đưa ta vào chỗ chết. Không, hải như nguyệt kêu thảm, khóc như mưa nói. Ta sẽ đưa ngươi đi, ta đã sắp xếp xong rồi, ta sẽ cầu xin đạo gia ở Nam Châu, đưa ngươi đến Nam Châu. Nghe được hai chữ đạo gia, người thần bí nghiêng đầu nhìn nàng. Vô tướng giận dữ không kiềm chế được, tiện nhân lòng dạ rắn rết như ngươi, ai mà tin được. Người thần bí quát bảo ngừng lại, mặc kệ nghĩ thế nào, ta cũng lời nói nhiều với ngươi, nếu hôm nay ta đã ra mặt, thì ngươi phải bỏ qua chuyện này, nếu không ta sẽ không tha cho cái mạng của ngươi. Ngươi cũng biết rồi đấy, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay, tốt nhất là đừng chọc giận ta. Không, không cần, hải như nguyệt cúi người, quỳ xuống với vô tướng. Trấn Nhi, con đi đi, ta xin con, xin con dơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta. Khóc thút thít không ngừng được một cái quỳ làm cho nắm tay vô tướng nắm chặt hắn rủ mắt xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt của hải như nguyệt hải như nguyệt không còn trẻ nữa ít nhất không còn giống như trong trí nhớ của hắn dáng người béo lên không ít khuôn mặt nhiều nếp nhăn không còn vẻ hoa nhưỡng nguyệt thẹn của ngày xưa vô tướng lại nhìn người thần bí biết hôm nay người này ở đây hắn nằm mơ mới thành công được giơ tay cầm mũ vành rộng muốn cho bọn chúng thấy khuôn mặt hắn để cho hải như nguyệt xem thật rõ ràng nhớ kỹ khuôn mặt như ma quỷ của hắn Tên này muốn hải như nguyệt thống khổ cả đời. Người thần bí nhìn thấy hắn như vậy thì nói. Tốt nhất là ngươi không nên lột nón ra. Hắc Ly đang ở chấn nhỏ cách đây 20 dặm. Nếu ngươi dám làm bậy, không chịu cút ngay, ta sẽ cắt đầu Hắc Ly và vô tâm, để cho ngươi biết hậu quả của việc làm bậy. Tay vô tướng cứng đờ, đối phương biết sư phụ đang ở đâu, trong lòng hắn run lên, thật sự kiêng kỵ người này. Hắn cắn răng do dự một lúc, cuối cùng quay đầu, lắc mình rời đi. Chấn nhi, hải như nguyệt ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ đến mơ hồ. Lê Vô Hoa đặt con lên bàn ở gần bồn hoa, nhấc tay trà máu bên miệng vết thương, bị trọng thương nên hai chân hắn hơi lảo đảo, bước lên chắp tay với người thần bí. Cảm tạ ân công ra tay, cứu mạng cả nhà ta, xin hỏi tên của ngài, để cho tại hạ báo đáp. Người thần bí quay đầu nhìn hắn, nói, người tự gây nhiệt, còn nói cái gì mà báo đáp. Miễn chuyện đó đi, vương giả chỉ không muốn đổi chủ Kim Châu, nên ra lệnh cho ta đến giúp một tay bên tiêu thiên trấn sẽ có người giám sát sau này sẽ không tìm các ngươi nữa chuyện hôm nay ta xuất hiện ở đây ngươi không được phép nói với bất kỳ ai bao gồm cả vạn động thiên phủ nếu không thì không ai cứu được cả nhà ngươi đâu nếu có người hỏi việc ở đây cứ nói là tiêu thiên trấn làm nhưng mẹ hắn cầu xin hắn nên dừng tay mắt thấy tiêu thiên trấn rời đi cảm xúc của hải như nguyệt đã sụp đổ khóc không nghe rõ bên này nói gì cả vương gia lê vô hoa khẽ giật mình thử hỏi dung thân vương người thần bí theo dõi hắn không nói cũng không phủ nhận bây giờ lê vô hoa mới hiểu rõ ngoại trừ thương triều tông ra thì còn là ai được nữa hắn lập tức chắp tay cúi đầu ân công yên tâm ta biết nặng nhẹ sẽ nhớ không quên tuyệt đối không dám nói nửa lời với bất kỳ kẻ nào phách một tiếng hắn lại ngẩng đầu phát hiện người thần bí đã không thấy đâu nữa không biết là người phương nào lê vô hoa không ngờ rằng bên dưới thương triều tông lại có cao thủ như vậy có thể dễ dàng đánh bại tiêu thiên chấn đối phương đã bảo đảm sau này tiêu thiên trấn sẽ không tìm bọn họ nữa cũng làm cho tảng đá lớn trong lòng hắn hoàn toàn buông lỏng người này có thể nói như thế lại nghe được lời người này uy hiếp tiêu thiên trấn hắn cảm thấy người này không cần thiết phải lừa hắn thì ra là người do thương triều tông phái đến hát, lê vô hoa buông tiếng thở dài xem như thiếu ân tình này làm thế nào để báo đáp hay nói các khác là thương triều tông muốn báo đáp thế nào trong lòng hắn cũng hiểu rõ người ta có thể ngăn tiêu thiên trấn tìm phiền phức cũng có thể bỏ mặc không phải vấn đề là hắn có nhớ ân tình hay không sau này giữa thương triều tông và vạn động thiên phủ cái gì nhẹ cái gì nặng là biết ngay quay đầu nhìn hải như nguyệt vẫn khóc đến đau thấu tim gan như cũ trong miệng lẩm nhẩm trấn nhi trấn nhi có thể thấy lần này nàng bị tiêu thiên trấn làm bị thương lòng rất nặng lê vô hoa cũng vì vậy mà buồn giàu mặc dù không giết chết hai cha con hắn nhưng lời nói ngoan độc kia của tiêu thiên trấn cũng đã hung hăng trả thù hải như nguyệt rồi nhưng hắn không còn cách nào khác hắn không có năng lực ngăn cản tiêu thiên trấn người kia vừa ra tay đã làm hắn bị thương nặng biết được đánh nhau với tiêu thiên trấn thì không có phần thắng thân là đàn ông lại trơ mắt nhìn vợ con bị thương tổn mùi vị này thật sự không dễ chịu chút nào hắn đi đến đỡ hải như nguyệt dậy kết quả cũng không đỡ được cảm xúc của nữ nhân này đã mất kiểm soát ngồi dưới đất không chịu dậy lúc này hắn đành phải dùng cơ thể bị thương nặng ôm hải như nguyệt lên ôm vào trong phòng sau đó đi ra ôm con trai vào lúc đi ra cửa mới ý thức được mặt trời đã lên cao, lại nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ, thủ đoạn của tiêu thiên Trấn thật kinh khủng, có thể lặng yên không tiếng động đánh ngã nhiều người như vậy, không biết làm cách nào, nếu như dùng cái này để đối phó với tu sĩ hoặc dùng trên chiến trường thì thế nào. chương 2204, không thể trêu vào, không thể trêu vào hai. Càng quỷ dị hơn là những người khác đều trúng chiêu, chỉ có một nhà ba người hắn hoàn toàn tỉnh táo. Chắc chắn là dựa vào dược vật, tên quỷ y, hôm nay hắn đã nhìn ra không thể trêu vào được khi hắn lấy linh đan chữa thương đặt vào trong miệng người khác vậy mà phát hiện những người đó lần lượt tỉnh lại trong khách sạn ở trấn nhỏ trong phòng khách quỷ y chắp tay đứng thỉnh thoảng thở dài một hơi vô tâm ở bên châm trà đổ nước dâng chén trà nhỏ lên nói sư tôn không có chuyện gì đâu sư đệ sẽ quay về nhanh thôi quỷ y nói hát mong rằng nó có thể nhổ ra ngụm oán khí kia ta đã nói rồi không nên đụng đến hải như nguyệt nếu không thì trời không buông tha hắn cũng phải đeo cả đời trên lưng chỉ mong rằng hắn đừng làm chuyện ngu xuẩn gì thật là sơ sót đáng lẽ ta phải phái người đi theo hắn thiên hạ nổi gió mình quá nổi danh cũng mệt mỏi những chuyện đã xảy ra làm cho hắn hoảng sợ tình thế trước mắt cũng không yên ổn muốn về dược cốc tránh nạn đệ tử vô tâm được dạy dỗ không phải lo đồng ý thành thật quay về chỉ còn đệ tử vô tướng này không quên được oán hận vì vậy hắn quyết định giúp đệ tử vô tướng chấm dứt ân oán sau đó dẫn theo hai người quay về cố gắng hết sức né tránh trận gió tay mưa máu này hắn không muốn vô tướng giết chóc quá người nếu nhiều người chết trên tay hắn thì khó mà ăn nói được với những kẻ có quyền có thế kia nói đúng hơn là không muốn vô tướng xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì vậy hắn tự mình ra tay dùng không ít thời gian mới phối chế ra dược vật giúp đỡ vô tướng phách một ánh sáng phá cửa sổ bay vào cắm phập lên tường đúng hơn là cắt sâu vào tường đó là một tờ giấy trắng, đang phất phơ một nửa bên ngoài tường. Cạch, cửa mở ra, nhàn bảo như phát hiện tiếng động lạ nên lập tức chạy đến, nhìn thấy tờ giấy kia, thấy hai sư đồ không sao, hắn mới vọt đến cửa sổ, mở cửa ra nhìn, người người đi lại trên chấn nhỏ, không phân biệt được xem ai vừa ra tay. Chỉ dùng giấy thôi mà có thể phá cửa sổ cắt tường, tu vi của người kia không thấp, không biết thần thánh phương nào đã để mắt đến lão phu. Quỷ y cười một tiếng, thi pháp nắm vào hư không, rút tờ giấy trên tường ra, rơi vào trong tay hắn, nhìn thấy phía trên có chữ viết, sau đó mở ra nhìn. Vô Tâm cũng bu lại, nhiều đầu đến xem, chỉ thấy phía trên viết: "Quản lý tốt đồ đệ của ngươi, còn dám vào Kim Châu làm bậy, ta sẽ lấy tính mạng của hắn, đừng trách là không nói trước." Quỷ Y nghiêng đầu nhìn Vô Tâm, hỏi: "Ngươi làm cái gì?" Vô Tâm khẽ giật mình, vội vàng phủ nhận, "Con không làm gì ở Kim Châu hết." Quỷ Y nhíu mày, bỗng nhiên nói: "Không tốt, sư đệ ngươi có lẽ đã xảy ra chuyện." Nhan bảo như lập tức bước đến, hỏi, sao vậy, vừa mới nói xong, ba người lập tức quay đầu nhìn lại. Ở cửa ra vào, vô tướng đội mũ rộng vành xuất hiện, sau đó không rên một tiếng, quên cả chào sư phụ, yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Ba người nhìn chầm 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 hắn, lại nhìn nhau, vô tâm đi qua đầu tiên, hỏi. Sư đệ, người không sao chứ? Vô tướng lắc đầu, quỷ y bước lên, cầm cổ tay hắn thi pháp điều tra, không phát hiện ra vấn đề gì trên người hắn, thử hỏi đã báo thù chưa, vô tướng lại lắc đầu, quỷ y nổi giận, nói, đồ hỗn trướng, nói, chuyện gì xảy ra, vô tướng hơi nghẹn ngào, nói, có người ra tay ngăn cản, hắn kể lại tình huống lúc đó, nhan bảo như giật mình không thôi, ngay cả tu vi của người cũng không chống lại được, người nào, vô tướng nói nhỏ, không biết, thực lực người đó rất mạnh, ta nghi ngờ là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hắn không biết vì sao, hình ảnh hải như nguyệt quỷ xuống trước mặt hắn cứ hiện lên trong đầu, không xua tan được. Tu sĩ Nguyên Anh, Quỷ Y tin rằng lời của đồ đệ nói có vài phần căn cứ, vì vậy nên hắn mới kinh ngạc không thôi. Nhan Bảo như kinh sợ hỏi: "Chẳng lẽ là Tứ Thánh ra tay?" "Không thể nào, Tứ Thánh không thể ra tay bảo vệ nhân vật nhỏ như thế được." Nghi nói: "Chẳng lẽ là Tứ Thánh xuất thủ?" "Không thể nào, Tứ Thánh làm sao có thể tự mình xuất thủ hộ tiểu nhân vật như vậy?" Hiện tại đối với những thánh tôn kia xưng hô liên tục đổi giọng, Cửu Thánh, Thất Thánh, Lục Thánh, Ngũ Thánh lại Tứ Thánh, cũng không biết đang làm trò gì. Đổi giọng quá nhanh làm cho người đầu lưỡi đều nhanh vuốt không thuật, khiến cho người mở miệng ngậm miệng đều có chút không thói quen. Cái gì gọi là không có khả năng? Quỷ Y nhìn một chút trong tay tin, thần sắc kinh nghi, là Tứ Thánh còn tốt, khi hắn cho hữu dụng giữ lại làm dự bị, có lẽ sẽ còn cho hắn mấy phần mặt mũi, nếu không phải Tứ Thánh mà nói, đó mới là đáng sợ nhất. Ngẫm lại đều đáng sợ, Hái Nguyên Phi ánh mắt trộm vô lượng quả, làm nguyên sắc, giết Tuyết bà bà, cửu thánh đã gãy năm cái những người kia còn có cái gì là không dám làm. Hết lần này tới lần khác tu hành giới cho đến nay ngay cả là ai cũng không biết, có đôi khi người rõ ràng ở bên ngoài không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là loại kẻ liều mạng trốn ở trong tối này. Những người này cùng cửu thánh đối nghịch, cái nào không phải dẫn theo đầu liều mạng, ai dám hướng những người kia trong sự tình dính vào. Chán sống còn tạm được, hiện tại toàn bộ tu hành giới đều câm như hến, không ai dám xếp hàng, không tới phiên sư đổ mấy cái cậy mạnh ở những người khác trước mặt cài quỷ y uy phong vẫn được tại những người kia trong mắt bọn hắn dược cốc mấy cái này tính cái bóng mình bị buộc đã làm gì chuyện tốt trong lòng không có điểm số sao người ta dám ra tay còn dám thả ngươi trở về lá gan này đã là không có sợ hãi biểu lộ tùy thời có thể bóp chết ngươi không thức thời thử nhìn một chút quỷ y xem như minh bạch một chút cái gì ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài người ta để cho ngươi xuất thủ bị thương lê vô hoa đã là khách khí Chúng ta sư đồ hành tung đều tại người ta trong lòng bàn tay, muốn thu thập chúng ta dễ như trở bàn tay. Thôi thôi, trong những người phong vân này chúng ta không thể trêu vào, không thể trêu vào a à, không thể trêu vào. Dọn dẹp một chút đồ vật đi thôi, thế gian này không yên ổn, chúng ta đùa nghịch không dậy nổi, trốn tránh đi. Trên biển rộng mênh mông, người đứng trên hai con phi cầm tọa kỵ, đã có thể nhìn thấy Thánh Đảo. Đến rồi, đừng có lộ ra manh mối gì, làm cho bọn chúng tỉnh lại đi. La Thu quay đầu nói, Đốc phô hư túm la phương phỉ ở sau hắn, nhìn qua Lam Đạo Lâm đang túm toa như lai bay trên một con phi cầm khác. Đến bây giờ hai người vẫn không biết La Y Hu giấu La Phương Phỉ ở đâu, tóm lại là La Thu một mình rời đi một lúc, sau đó đưa người đến đây. Lúc này, đường đường là hai vị thánh tôn, lại phải dịch dung, tỉ mỉ ăn mặc thành giả vờ làm thuộc hạ của La Thu. Không có cách nào nữa, La Thu muốn làm như vậy, hơn nữa cũng có đạo lý, hai người đành phải chịu uất ức mà làm theo. Toa như lai dẫn đầu tỉnh lại, nhìn thấy trên mình đang ở không chung, cũng nhìn thấy La Thu cũng tại, sau đó hắn giữ vững bình tĩnh. La Phương Phỉ vừa tỉnh lại, nhìn thấy La Thu bên cạnh, sau đó nhìn thấy Toa Như Lai đứng trên con phi cầm tỏa kỵ khác, lập tức hưng phấn ngoắc tay, nói. Sư Huynh, quay đầu lại quát đốc vô hư, buông tay, đúng là không khách khí, làm cho đốc vô hư cầm nín, nhưng nhìn tình hình trước mắt, hắn chỉ có thể nghe lời buông tay. Làm đạo lâm liếc mắt, nhịn không được nén cười, ai ngờ La Phương Phỉ bỗng nhiên lắc mình, đi qua bên này, chừng mắt nhìn hắn, quát mắng. Cút đi, lần này đến lượt đốc vô hư âm thầm nén cười, làm đạo lâm yên lặng, lách mình đi đến chỗ khác. La Phương phỉ lập tức đi vào thế giới hai người, nàng kéo tay áo toa như lai liếu díu. Đốc vô hư và Lam đạo lâm có xúc động muốn trợn trắng mắt, luôn nói nữ nhân này nhìn thấy đồ đệ của La Thu thì lập tức biến thành hoa si, hôm nay đã kiến thức được rồi. Trường 2205, không kịp rồi, toa như lai vừa hùa theo La Phương phỉ trò chuyện, vừa lén quan sát hai người xa lạ bên cạnh, không biết vì sao bên người La Thu lại có hai người xa lạ xuất hiện, hắn lén nhìn, dần dần phát hiện ra hai người này đã dịch dung. La Phương Phỉ hoàn toàn không có đặt hai người xa lạ này vào trong lòng. Một nhóm người đến Thánh Đảo, tất nhiên sẽ có người tiếp nhận hai phi cầm tòa kỵ, La Thu tự mình dẫn đầu, không ai dám kiểm tra, cứ như vậy tùy ý cho hai người xa lạ đi vào Thánh Cảnh. Thủ khuyết Sơn Trang, có hai con phi cầm tòa kỵ, bay về phía Đại La Thánh Địa. Nhưng khi đi khỏi thủ khuyết sơn trang không bao lâu, dưới sự ra hiệu của La Thu, Toa Như Lai và La Phương Phỉ bị hai người xa lạ đánh cho ngất đi. Hai con phi cầm tòa kỳ cũng bị khống chế bay xuống đất, sau đó nhanh chóng biến mất về một phương hướng, dẫn theo hai người nhảy lên không rời đi. Hoang trạch tử địa, lúc La Thu đi về phía đảo nhỏ, Toa Như Lai và La Phương Phỉ đã ở trên tay hắn, Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm không thấy đâu. Nơi đến đây cũng là nơi Ngân Cơ từng gửi thư hẹn La Phương Phỉ ra gặp mặt. La Thù đã từng đến đây một lần. Ném hai người xuống đây, La Thù bỗng nhiên rời đi, nhanh chóng bay qua đầm lầy, lúc bay trở về mặt đất, trên tay đã túm một con yêu hồ nho nhỏ. Trên mặt đất có một viên đá bay lên tay, nhìn mặt trên viên đá, dùng pháp lực khắc mấy chữ lên trên, sau đó nhét vào miệng yêu hồ. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, con gái tộc trưởng các ngươi đang ở đây, nhờ ngươi đưa thư cho tộc trưởng ngân cơ của các ngươi. Nói xong thì ném yêu hồ ra ngoài yêu hồ rơi xuống đất kia rõ ràng có chút kinh hoàng nhưng vẫn cắn chặt viên đá chạy như bay nhanh chóng xông vào đầm lầy chạy trốn không thấy bóng của yêu hồ nữa la thu quét tay áo qua hai người nằm dưới đất dần dần tỉnh lại phát hiện mình nằm trên mặt đất toa như lai và la phương phỉ đều rất kinh ngạc cả bò lên rồi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh càng kinh ngạc hơn hoang trạch tử địa nhìn thấy la thu cũng ở đây toa như lai nghi ngờ không thôi cha chúng ta đang ở hoang trạch tử địa sao La Phương Phỉ hỏi, La Thu hơi gật đầu, La Phương Phỉ, đến săn giết yêu hồ sao? La Thu lại khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía con gái có vẻ hơi phức tạp. La Phương Phỉ tò mò nói, cha, ngài phải tự mình đến săn giết yêu hồ sao? La Thu ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, La Phương Phỉ nhanh chóng phát hiện ra điều khác lạ, chống nạnh hỏi. Cha, sao pháp lực của ta lại bị quản chế rồi? Ngài giúp ta mở ra đi, La Thu bình tĩnh nói, yên tĩnh ở đó đi, la phương phỉ bất mãn nói ngài không chịu giải trừ cấm chế sao ta săn giết yêu hồ được la thu nói không cần con tự mình ra tay đứng chờ một bên là được la phương phỉ mím mím môi quay người đi đến cạnh toa như lai ẩn ý đưa tình nói sư huynh người giúp ta giải trừ cấm chế đi toa như lai lặng yên sau đó nói pháp lực của ta cũng bị hạ cấm chế có ý là hắn không có cách nào giúp nàng giải trừ cấm chế làm cái quỷ gì thế la phương phỉ oán thầm phía sau la thu tất nhiên là đang oán trách la thu đó cũng là nàng nếu như là những người khác ai dám nói như vậy chứ nhưng la phương phỉ cũng rất vô tư không thèm quan tâm nhìn hoàn cảnh xung quanh có thể ở chung một chỗ với sư huynh thế này ngược lại nàng rất vui vẻ toa như lai đi đến trước mặt la thu thử hỏi một câu sư tôn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không khuôn mặt la thu không biểu tình nói đến lúc nên biết thì sẽ biết Vừa nói ra lời này, toa như lai nói thêm được gì nữa, chỉ có thể im miệng lui ra. Hắn không phải la phương phỉ, không vô tư được như vậy, trong lòng gần như có cảm giác gặp nguy hiểm, cũng ý thức được có lẽ lần này mình gặp phiền phức rồi. Bởi vì hắn rất rõ ràng đang xảy ra chuyện gì, mặc dù toa như lai không biết tuyết bà bà đã chết, nhưng trước đây nghiêu hữu đạo liên lạc với hồ tộc đều thông qua tay hắn, hắn biết nghiêu hữu đạo đang tạo một ván cờ diệt trừ tuyết bà bà, ô thường lại bỗng nhiên bắt hắn lại, hắn biết rằng ô thường đã gặp mặt với ngân cơ rồi. La Thu có thể cứu hắn khỏi tay ô thường, cũng có nghĩa là La Thu đã biết ô thường gặp mặt với ngân cơ. Trước đó quay về thánh cảnh, rõ ràng là đi về phía đại la thánh địa, kết quả sau khi hôn mê tỉnh lại, người lại ở hoang trạch tử địa rồi, điều này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là La Thu đang tránh tai mắt của người khác, đang che giấu cái gì đó. Nói cách khác, sợ rằng đám người như hữu đạo không biết hắn đã được đưa đến hoang trạch tử địa, không cách nào có thể kịp thời biết chuyện và nghĩ cách cứu viện được. Nguyên nhân đến hoang trạch tử địa, không cần nghĩ nhiều, là vì bắt ngân cơ. Hắn và La Phương Phỉ đều ở đây, cũng chỉ có một khả năng, đều là vì ngân cơ, lúc trước nguyên sắc bắt La Phương Phỉ, nay lại đổi thành La Thu tự mình làm. Dùng La Phương Phỉ để áp chế ngân cơ, có thể hiểu, nhưng toa Như Lai lại ngạc nhiên vì hắn cũng đến đây, càng hiểu được tình cảnh nguy hiểm của mình. Hắn biết rõ một số việc, nhưng hắn không thể nói, vừa nói là lộ tẩy ngay. Cũng không thể nói cho La Phương Phỉ biết, vì như vậy nàng sẽ cãi nhau với La Thu mà đối với chuyện này, La Phương Phỉ không thể thay đổi quyết định của La Thu được. Nói ra chẳng khác nào làm chuyện không có ý nghĩa, còn có khả năng làm La Thu nghi ngờ hắn. Toa như Lai chỉ mong rằng mình đoán sai, nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả mà hắn không muốn đối mặt kia. Có sợ hãi hay không, ít nhiều vẫn có một chút, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ, lúc trước đề phòng lỡ may, nhiều hiểu đạo đã cố ý dặn hắn trốn đi. Nhưng toa như Lai không ngờ rằng ô thường lại tốn nhiều tâm tư như vậy để bắt hắn lại la phương phỉ không biết gì hết nàng rất vui vẻ vui như một cô gái nhỏ xách váy chạy vào bãi cỏ ngắt những bông hoa xinh đẹp đan thành vòng hoa đeo lên đầu thỉnh thoảng la thu sẽ nhìn nàng một cái trong ánh mắt thâm trầm lộ ra chút phức tạp không chỉ đan cho mình la phương phỉ đan thêm một vòng hoa khác chạy đến tặng cho toa như lai sư huynh đeo lên xem toa như lai miến cưỡng cười liếc mắt nhìn la thu bỗng nhiên hắn ra hiệu về phía la thu ý bảo la phương phỉ tặng một vòng hoa khác cho la thu la phương phỉ ngược lại nghe lời của hắn lập tức vui sướng chạy đi đan một cái vòng hoa nữa chạy đến trước mặt la thu cười nói cha tặng cho ngài la thu đưa tay ngăn cản nàng nói còn thể thống gì nữa hắn đường đường là đại la thánh tôn trên đầu đội một cái cái vòng hoa là cái mẹ gì bỏ luôn nghiêm túc và uy nghi sao nhưng toa như lai lại dùng ánh mắt ra hiệu cho la phương phỉ thế là la phương phỉ tiếp tục kiên trì túm tay la thu cố gắng nhét vòng hoa cho hắn nũng nịu nói con gái tặng cho ngài, đây là tấm lòng thành của con, ngài không thể không nhận. Bị cưỡng ép nhét vào tay, La Thù im lặng, nhìn chằm chằm bóng dáng vui sướng chạy đi của con gái, lại cúi đầu nhìn vòng hoa trên tay, đây là món quà tự tay con gái đan cho hắn, gương mặt nỗ lực banh lên. Toa như lai đứng phía sau yên lặng quan sát đến, mong rằng hành động này của La Phương phỉ có thể tác động đến vị này. Tin tức được đưa về, nhưng yêu hồ kia cũng chẳng thể đưa tin đến tay Ngân Cơ được, Ngân Cơ đã nghe theo lời của Ngưu Hữu Đạo, không gặp bất cứ ai. Nhìn những dòng chữ trên tảng đá, Hắc Vân rất lo lắng, muốn thương nghị với các trưởng lão khác, nhưng hắn không dám. Như Hữu Đạo đã nói, bên trong hồ tộc có nội gian, lão tộc trưởng phải trốn đi là vì việc này. Như Hiếu Đạo nói hắn sẽ sớm điều tra nội gian là ai, đợi xác nhận an toàn mới cho tộc trưởng liên lạc với bên ngoài. chương 2206, Nguy hiểm 1 Nhưng nội dung trên tảng đá quá quan trọng, hắn không làm chủ được, cuối cùng cắn răng rời khỏi địa cung, đi thẳng đến nơi ngân cơ ẩn thân dưới chỗ sâu đầm lầu có một hang động có mấy viên minh châu chiếu sáng ngân cơ đang tĩnh tu ở đây hắc vân đến phá vỡ sự thanh tĩnh nơi này nhận được tin tức của nhiêu hữu đạo nhưng ngân cơ lại hiểu rất rõ hồ tộc hồ tộc không giống với nhân loại mặc dù yêu hồ cũng có ân oán nhưng bên trong sẽ không có nội gian xuất hiện nàng cảm thấy nhiêu hữu đạo lo lắng quá rồi nàng cũng tin chắc rằng tộc nhân của mình sẽ không bán đứng mình nhưng hắc vân có chút sợ hắn đã thấy được năng lực của Ngưu Hữu Đạo, hắn đã nói như thế, nên Hắc Vân không thể không đề phòng. Vì vậy Hắc Vân dùng hết miệng lưới thuyết phục, thế nên Ngân Cơ mới tạm thời trốn đi. Nhưng Ngân Cơ cũng không chặt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài, lo rằng lúc xảy ra chuyện thì không tìm thấy nàng, nhất là tuyết bà bà vừa bị giết, lo lắng bên thánh cảnh qua trả thù, sợ rằng mình không kịp bảo vệ tộc nhân, nên giữ lại một con đường liên lạc với bên ngoài. Giữ liên lạc với Hắc Vân, nàng cảm thấy Hắc Vân sẽ không phải là gian tế, Hắc Vân cũng biết mình không có vấn đề gì, nên đồng ý với Ngân Cơ. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo đã từng nói, để cho Ngân Cơ chặt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài. Nói cách khác, bên Ngân Cơ không nghe lời Nhiêu Hữu Đạo. Vì vậy Ngân Cơ thấy được tin tức mà La Thu gửi đến trên viên đá, nhìn thấy nội dung trên đó, khuôn mặt nàng hiện lên sự bi phẫn, tay cầm viên đá run lẩy bẩy. La Thu hẹn nàng đi ra đàm phán, địa điểm hẹn là nơi nàng hẹn gặp con gái lúc trước. "Không phải ngươi muốn gặp con gái sao?" La Thu nói hắn đưa con gái và con rể đến đây. La Thu nói, tính từ lúc gửi thư, chỉ có 3 ngày, nếu nàng không xuất hiện, nếu không muốn giải quyết chuyện này, hắn sẽ chấm dứt giúp nàng. Nếu ngân cơ không xuất hiện, hai ngày sau đó, La Thu chắc chắn rằng hắn sẽ giết La Phương Phỉ và Toa Như Lai, hoàn toàn chấm dứt tất cả liên hệ giữa ngân cơ và hắn. Sao người có thể làm vậy? Nó là con gái người đấy. Ngân cơ cầm viên đá khóc, vừa nói vừa đứng dậy, nàng muốn đi ra hắc phân ở bên cạnh gấp đến mức xoay quanh hắn giật mình lập tức ngăn ngân cơ lại lão tộc trưởng ngài không thể đi đây chắc chắn là bẫy của la thu là vì muốn dẫn ngài ra mặt lúc đưa tin tức này đến hắn sợ nhất là chuyện này xảy ra nhưng nội dung trên thư hắn không thể làm chủ được việc này liên quan đến sự sống chết của con gái và con rể của lão tộc trưởng hắn không thể làm chủ nổi nên mới thông báo với tộc trưởng một tiếng lúc đưa tin đến đây hắn đã hối hận hối hận không nghe theo lời như hữu đạo nếu như không biết lão tộc trưởng ở đâu, hắn đã không phải lựa chọn. Bây giờ, hắn không thể trơ mắt nhìn lão tộc trưởng nhảy vào bẫy, lại không thể nhìn con gái và con rể của lão tộc trưởng chất đi, hắn khó xử chết mất. Ngân cơ nghẹn ngào, nói, tiểu hắc, ngươi tránh ra, hắc vân lắc đầu, không chịu cho đi, nói, lão tộc trưởng, ngài chờ một chút, ngài chờ một chút, ta phái người đi liên lạc với Ngưu hữu đạo, hắn có cách, chắc chắn hắn có cách. Nói ra những lời này, ngay cả hắn cũng không tin nổi, La Thu cho thời gian 2 ngày, cho dù phái cao thủ Nguyên Anh thì giết ra thánh cảnh để gặp Nhiêu Hữu Đạo, đợi đến lúc Nhiêu Hữu Đạo nghĩ ra cách cứu viện, cũng không kịp được. Hơn nữa từ lúc nhận được viên đá kia đến nay đã mất nhiều thời gian rồi. Tất nhiên là do bên La Thu đã tính toán tốt, biết hoang trạch tử địa rộng lớn, yêu hồ bên dưới lại không thể phi hành, không tiện truyền tin, nếu đợi ngân cơ chạy đến, sợ là không thể chạy đến nhanh được, vì vậy mới cho nhiều thời gian. Ngân cơ tâm phiền ý loạn lắc đầu, nói không còn kịp rồi, Hắc Vân lo lắng, nói, lão tộc trưởng, dù sao nàng cũng là con gái của La Thu, chắc chắn là hắn đang lừa chúng ta, hắn sẽ không giết con gái mình đâu. Vân cơ đi vào mật thất, báo với Nhiêu Hữu Đạo đang khoanh chân tĩnh tỏa. Bên quỷ y truyền tin đến, chắc chắn rằng Tiêu Thiên Trấn đã từ bỏ việc báo thù, đám người quỷ y đang trên đường quay về dược cốc. Nhiêu Hữu Đạo không mở mắt ra, nói hơi lớn, báo cho Nguyên Tòng lui về, có quách mạn làm nội tuyết bên người quỷ y, hành động của bọn họ sẽ không lừa được bên này. Không chỉ mình quách mạn, ở trình độ nào đó, quách mạn chỉ là một góc băng trong thế lực của Ngưu Hữu Đạo, những năm này hắn không chỉ kinh doanh những chuyện lớn, quanh quẩn đứng sau màn, mà hắn còn sắp xếp rất nhiều tai mắt cành lá. Có thể nói, thế lực bây giờ của hắn khá là khổng lồ, có nhiều tai mắt vươn xa đến tận những nơi là thánh cảnh không tiếp xúc đến được, nếu như không có thế lực khổng lồ này, sao hắn dám tự tiện giao thủ với cửu thánh chứ? Biết được nhóm người trong Dược Cốc muốn giúp Tiêu Thiên Trấn báo thủ nên chạy về Kim Châu, hắn lập tức gửi thư cho Nguyên Tòng đi ngăn cản, hắn không muốn nội bộ Kim Châu bị hỗn loạn nên để Kim Châu cho đám người hải như Nguyệt kia thì dễ không chế hơn. Đây cũng là một trong những chuyện nhỏ xung quanh mà hắn đứng sau màn xử lý. Để cho Nguyên Tòng từ xa chạy đến cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ. Trước mắt hắn đang dùng Mao Lư Sơn Trang để làm mồi, phòng bị bên ô thường làm ra chuyện ngoài ý muốn hay lỡ may có biến thì có thể kịp thời thoát thân được. Vân cơ có thủ đoạn đào mệnh không thể rời đi, bây giờ hắn phải đi theo bên người vân cơ, đề phòng có chuyện. Mao Lư Sơn Trang của hắn không thể để kẻ khác vì tiện chém đầu được, biết là có nguy hiểm, vậy thì phải có đề phòng trước. Trước khi nhận được tin tức, Gia Cát chỉ không có ở đây, hắn đã được phái đến trích tinh thành, chuẩn bị tiếp ứng toa huyễn lệ, nếu như có tình huống không đúng, Gia Cát chỉ sẽ đưa toa huyễn lệ đi ngay. Đó cũng là hứa hẹn của Nghiêu Hữu Đạo nói với tòa như lai cũng là nguyện vọng duy nhất khi Toa Như Lai bỏ ra nhiều thứ như thế, hắn cần phải chắc chắn rằng con gái của hắn an toàn. Bởi vì vậy, Nghiêu Hữu Đạo không tiếc phái đi một cao thủ Nguyên Anh Kỳ để phụ trách việc này. Còn những người khác, bên phía đám người Tây Hải đường cơ bản đều bị mấy thánh nhìn chằm chằm vào, cùng lâm sách chấp trưởng cả một môn phái nên có nhiều chuyện cần xử lý, không tiện rời đi để bảo vệ Hải Như Nguyệt. Tính đi tính lại, chỉ có Nguyên Tòng phù hợp nhất, nên phái Nguyên Tòng rời đi. Nguyên Tòng âm thầm ngăn cản Tiêu Thiên Trấn, sở tiêu thiên trấn còn quay về nên mới phải ở lại bên hải như nguyệt nếu không lỡ có chuyện thì phí công toi rồi bây giờ biết tiêu thiên trấn đã quay về dược cốc xác nhận nguy cơ của hải như nguyệt đã được phá bỏ hắn không thể nào cứ để nguyên tòng ở đó được tất nhiên là phải rút về được phân cơ lĩnh mệnh nhưng vừa quay người lại vòng về nhắc nhở đã nhận được tin tức của bạch vô nhai bên này đã liên lạc với người băng tuyết thánh địa lẩn trốn thành công lúc nào cũng có thể vận dụng lực lượng này nghiêu hữu đạo trả lời cứ làm theo suy nghĩ là được. Vân cơ nói, hầu tử có ý khác, như hữu đạo mở hai mắt ra, không hiểu. Hắn có ý kiến khác, có ý gì? Vân cơ nói, hầu tử biết người băng tuyết các cũng chạy, nên tìm ta, để cho ta phái người đi dụ bắt trưởng quỹ sở an lâu của khách sạn Thải Hồng. Bắt sở an lâu, như hữu đạo sửng sốt, nói, bắt hắn làm gì? Vân cơ nói, hầu tử nói, sở an lâu từng đánh mặt ngươi. Hầu tử còn nói, hắn muốn tự tay xử lý sở an lâu. Nghiêu hiểu đạo ngây người một chút, nghĩ ra, không nhịn được cười khổ, nói. Giang hồ cưỡi ngựa, trên người bùn bay tung tóe là chuyện không thể tránh được, mặc dù khó nhìn, nhưng không tính là chuyện gì. Nếu thật sự chuyện gì cũng nhớ, không biết có bao nhiêu người phía sau mắng ta, hay là người trong bóng tối nhục nhã ta đâu, ta phải trả thù bao lâu mới xong được. Nếu cứ phải nhớ thù, có mệt không chứ? Chẳng phải là đang tự làm khổ mình sao? Chương 2207, Nguy hiểm 2 Vân Cơ nói hầu tử là người yêu hận rõ ràng không chịu quay đầu mặc dù hắn có thể chịu được một số chuyện nhưng nhiều khi hắn không thể nhịn được những chuyện kia người cũng biết tính cách của hắn rồi cũng là do hắn tốt bụng thấy người chịu nhục như vậy thì không nhịn nổi nghiêu hữu đạo nói cho dù là vậy chuyện cũng đã qua chuyện nhỏ chỉ là một tên sở an lâu này không đáng để đi một chuyến chuyện thế này không cần làm phức tạp vân cơ nói ta đã phái vu chiếu hành dẫn người đi làm nghiêu hữu đạo im lặng sau đó nói các ngươi đang tiền trảm hậu tấu với ta phải không? Ngươi đã xếp người đi làm, còn nói với ta làm gì? Vân cơ nói, ta không đồng ý không được, người cũng biết tính hầu tử dối đấy, nếu ta không đồng ý, chắc chắn hắn sẽ tự mình tìm cơ hội đi một mình, hắn sẽ không tha cho sở an lâu. Bây giờ mới nói cho ngươi một tiếng, cũng sợ có chuyện gì đó, để cho ngươi biết trước được, nếu thật sự không thích hợp. Ở đây cũng có thể liên lạc được với Vu chiếu hành, ta có thể gọi người quay về, còn kịp. Nhớ đến tính cách của hầu tử, Nưu Hữu Đạo đau răng, vì chút chuyện này mà phí lời thì không đáng, hắn xua tay. "Ngươi để hắn tự làm theo ý mình là được." Vân Cơ cười một tiếng, quay người đi. Nàng vừa đi không lâu, nữ vô song với sắc mặt ngưng trọng bước nhanh vào, cầm một lá thư trong tay, nói: "Vương Tôn gửi thư đến, hình như có chuyện xảy ra. Bây giờ nàng và Viên Cương cùng nhau phụ trách một bộ phận tình báo, có việc lớn thì nhờ nghiêu Hữu Đạo tham mưu hoặc cung cấp ý kiến cho nghiêu Hữu Đạo tham khảo." không tập trung được như hiếu đạo mở mắt thu công đứng dậy muốn lấy thư ra xem hắn nhìn xong thì nhíu mày cả người cũng cứng lại giọng điệu của lữ vô song trầm trọng bên phía vương tôn phát hiện la thu dẫn theo la phương phỉ và toa như lai trở về thánh cảnh thám tử cũng nhìn thấy một nhóm người đi về phía đại la thánh địa nhưng căn cứ tin tức mà vương tôn lấy được ở bên đại la thánh địa đám người la thu không hề quay về đại la thánh địa vương tôn lo lắng trong đó có vấn đề nên nhanh chóng báo tin cho chúng ta ánh mắt nghiêu hữu đạo ngưng trọng, giọng nói buồn bực. Không phải người nói ô thường sẽ không dễ dàng giao người cho La Thu sao? Lữ vô song nói, đây chính là vấn đề, ô thường đồng ý giao người cho hắn, chắc chắn là có nguyên nhân. Nghiêu hữu đạo nghiêm mặt, bây giờ trách móc lữ vô song nói không đúng cũng chẳng có ý nghĩa gì, trầm giọng nói. Rõ ràng là đi về Đại La Thánh Địa, vậy mà không có ai trong La Thu, La Phương Phỉ, toa như lai trở về. La Thu có thể cướp người về, thì chắc chắn phải cho những người khác một lời giải thích bọn họ đi hoang trạch tử địa lữ vô song nói cửa ra vào thánh cảnh là vị trí then chốt không có nhà ai có thể khống chế được thế lực khắp nơi hỗn loạn không có ai là sạch mãi có lẽ trong lòng la thu biết rõ lão hồ ly kia chơi trò sẽ làm cho nhiều người không đề phòng kịp đợi đến lúc có người phát hiện không đúng muốn phản ứng lại cũng không kịp nữa nhìn tính tình của hắn xem ra lần này đã hạ quyết tâm ánh mắt nghiêu hiếu đạo hiện lên ý lạnh nói một mình La Phương Phỉ là đủ rồi, đưa Toa Như Lai theo làm gì? Toa Như Lai gặp nguy hiểm, Lữ Vô Song hơi gật đầu, nói, Toa Như Lai nguy hiểm, không kịp rồi, như hữu đạo nói từng chữ từ kẽ răng, bịch, hắn đập một quyền lên bàn, ta đã hại hắn, La Thu, người điên rồi, hắn đã kêu ngân cơ trốn đi, nếu không gặp được ngân cơ, xem ra, Toa Như Lai đã không còn cơ hội sống sót nào nữa. Lữ Vô Song hiểu ý của hắn, bây giờ liên lạc với ô thường cũng không kịp, nàng thở dài không trách được người, nhiều chuyện khó đoán trước được, nếu như thật sự trách, ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Người đã nói, sớm hay muộn cũng phải đối đầu với tứ thánh, người không thể cam đoan rằng mọi người có thể sống sót đến cuối cùng được, có nhiều việc cần phải đối mặt. Nghiêu hữu đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm trầm nói. Báo cho ra các trì, trong ba ngày liên tiếp mà không nhận được tin tức của ta, vậy thì không cần chờ, lập tức dẫn theo tòa huyễn lệ chạy trốn, cần phải cam đoan toa huyễn lệ an toàn, không tiếc bất cứ điều gì. Lữ vô song do dự nói, nếu có tin tức của hoang trạch tử địa truyền đến tai vương tôn, hắn phải lập tức rời thánh cảnh gửi tin cho chúng ta, tiếp tục gửi thư cho gia cát trì, nếu ba ngày thì có gấp gáp quá không? Lỡ may toa như lai không có việc gì, ngươi lại cứu người đi, chẳng phải sẽ làm cho la thu nghi ngờ sao? Cho dù toa như lai xảy ra chuyện, la thu cũng không phải vội vàng ra tay với toa huyễn lệ đâu, hắn cũng không tự mình chạy đến trích tinh thành ra tay, ta có thể bảo đảm điều này. Như hữu đạo thở dài nhiều nhất là ba ngày. Nếu như nhận được tin toa Như Lai like không sao, ta sẽ để cho Vân Cơ đi một chuyến trước khi hết thời gian. Không thể làm cho Toa Huyễn Lệ mạo hiểm được. Nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không có cách nào ăn nói với Toa Như Lai like được. Ừ, Lữ Vô Song vật đầu, đã hiểu. Xoay người đi làm. Đi vào mật thất nơi sàng lọc tin tức, chỉ thấy trong lỗ trên tường có một mật thư trượt ra, thuận đường lăn lên bàn. Viên Cương đang ngồi sau án phiên dịch mật thư đưa đến, Lữ Vô Song đi đến trước mặt hắn nói một câu tâm tình của đạo gia không tốt, viên cương ngẩng đầu, hỏi, sao vậy, lữ vô song đi đến phía sau hắn, thuận thế nằm sấp lên vai sau lưng viên cương, hắn muốn hất nàng ra, nhưng nhớ đến lời lữ vô song nói, tạm thời nhịn xuống. Lữ vô song cũng nhân cơ hội sắp gần người hắn, nằm sấp xuống nói bên tai viên cương chuyện lúc nãy. Từ trước đến nay nàng vẫn như vậy, rút ngắn khoảng cách giữa mình và viên cương một cách vô thức, chiêu này có hiệu quả không tệ, phản ứng bây giờ của viên cương không mãnh liệt như trước nữa, Hình như đã quen thuộc sự tiếp xúc cơ thể giữa hai người. Trong lầu Các khí Vân Tông, Hắc Thạch nhanh chóng đi vào, nhìn thấy Ô Thường đang cầm bút vẽ tranh, hắn đứng bên cạnh quan sát, chỉ thấy chân dung người phụ nữ trên tranh đã rõ ràng, đó là ngân cơ. Người được vẽ rất đẹp, sinh động trên giấy. Nhiều người không biết mà thôi, cứ cho rằng Ô Thường chỉ thích phung trùy mạnh mẽ, nhưng thực tế thì Ô Thường chấp bút vẽ tranh mới là tuyệt vời nhất. Tất nhiên Hắc Thạch là người được thưởng thức, vỗ tay khen kỹ thuật vẽ tranh của Thánh Tôn là đệ nhất thiên hạ. Ô thường đặt bút xuống, nói, ta không ngờ nàng là yêu, trí nhớ sẽ dần phai nhạt, sợ là sau này không nhớ được gì nữa, nên nhân lúc bây giờ còn nhớ được thì vẽ lên giấy. Hắc thạch gật đầu, nói có lý, ô thường nói, nói chuyện của ngươi đi, hắc thạch hơi không người, nói, bên phía băng tuyết các, người phụ trách liên lạc với xuyên dĩnh là nhất phẩm đường, nhưng lại bị âm thầm khống chế, người băng tuyết các chạy đi, chuyện này mới bị lộ ra sau khi vợ chồng xuyên dĩnh bị bắt vào băng tuyết thánh địa không lâu sau khi lão yêu bà xảy ra chuyện băng tuyết thánh địa bị phá hủy vợ chồng xuyên dĩnh mất tích cắn cứ vào lời của mật thám trong băng tuyết thánh địa hình như lúc băng tuyết thánh địa bị phá hủy người đến đã gặp mặt nói chuyện với vợ chồng xuyên dĩnh ô thường quay bút trong tay một vòng xuyên dĩnh chu nhàn đan ma điển hư xem ra lão yêu bà đúng là đã trung kế ta cũng bị lợi dụng hắc thạch nói tin tức mà thánh tôn muốn điều tra cũng có manh mối rồi người tu luyện công pháp hỏa tính có liên quan đến Mao Lư Sơn Trang, chỉ có đệ tử thiên hỏa giáo kia, tên là Côn Lâm Thụ, lúc trước khi Nhiêu Hữu Đạo thu phục hắn đã tạo ra một trận động tính, ta nhớ có bẩm báo với Thánh Tôn rồi. Ô thường nói, chính là kẻ đã luyện thành tuyệt học thiên hỏa giáo kia. Vâng, Hắc Thạch gật đầu, lại ý vị thâm trường nói, Côn Lâm Thụ này vừa vặn đi vào thánh cảnh, lại mất tích đúng lúc Nhiêu Hữu Đạo gặp chuyện, nơi mất tích là ngay hoang trạch tử địa. Trường 2208, không từ thủ đoạn, còn có, vốn dĩ Côn Lâm Thụ lấy danh nghĩa thiên hỏa giáo đi vào thánh cảnh, nhưng lại bị Nhiêu Hữu Đạo tìm mọi cách cướp về làm thuộc hạ cho hắn. Nói đến những người tu luyện công pháp hỏa tính mà có quan hệ sâu với Mao Lư Sơn Trang, sợ rằng không có người nào thích hợp hơn hắn nữa. Thề tử của Côn Lâm Thụ là Nhiếp Vân Thường, cũng là sư muội của hắn, tên hiệu hỏa Phượng Hoàng, vốn dĩ luôn ở Mao Lư Sơn Trang, nhưng sau khi Nhiêu Hữu Đạo chết, Mao Lư Sơn Trang bị trục xuất khỏi tử Kim Động, cô gái này ở Nam Châu một thời gian, sau đó bỗng nhiên mất tích không rõ hướng đi chuyện này xảy ra sau khi côn lâm thụ mất tích mặt khác sau khi nghiêu hữu đạo chết bên mao lư sơn trang loạn một trận nhưng sau đó lại được thương triều tông ổn định lại nhưng nhìn trên dưới nam châu bên trong hay bên ngoài gì cũng được giải quyết hết nhưng bây giờ xem ra thương triều tông cũng không thể làm được việc này ô thường lẩm bẩm một câu côn lâm thụ hắc thạch nói lúc điều tra những chuyện này bốn còn định liên hệ nội ứng trong mao lư sơn trang cũng chính là trưởng môn ngũ lương sơn kia, ta mới phát hiện ra người may mắn sống sót như hắn đã mất thích trong lần bại lộ thứ hai, phát hiện lộ ra nên chạy, nhưng từ đó đến nay, hắn không hề liên lạc với phiêu miểu các. Nhiều chuyện trước kia không làm người khác chú ý, nhưng bây giờ nghe theo thánh tôn, cố ý điều tra, lập tức phát hiện ra có nhiều vấn đề, mà những vấn đề này lại bí mật không bị lộ ra, mọi chuyện đều có lý do hợp tình hợp lý. Có thể thấy được nước trong Mao Lư Sơn Trang này rất đục, trước đó không hề phát hiện ra được mánh khóe, nội ứng nằm vùng cũng không phát hiện gì khác thường ô thường hư lạnh nói nguyên sắc tham ăn lại xâm nhập ổ trộm cướp đúng là tự tìm đường chết nghe được những lời này hắc thạch nhịn không được mà buồn cười đồng ý nói dùng mao lư sơn trang chắc chắn là vấn đề lớn nguyên nhân cái chết của nguyên sắc cũng rõ ràng hơn giống như lời của thánh tôn vốn dĩ mao lư sơn trang là ổ trộm cướp nguyên sắc bỗng nhiên xông vào những người kia bị dọa cho hoảng sợ ai có thể ngờ rằng nguyên sắc bỗng nhiên chạy đến sao ngồi yên được chứ? Tất nhiên là ngõ hết cách để diệt trừ. Ô thường cầm bút lên, nhìn chằm chằm đầu bút lông, từ từ nói. Vậy nên chuyện ngân cơ liên lạc với nguyên sắc không phải là sự trùng hợp, ngân cơ cố ý bại lộ thân phận hồ tộc của mình, vì vậy nguyên sắc mới muốn bắt La Phương Phỉ, nàng vừa bị bắt, tất nhiên La Thu sẽ ra mặt. Nếu như La Thu làm lớn chuyện, chỗ ở của nguyên sắc sẽ bại lộ, dù kết quả thế nào, nguyên sắc đều phải rời khỏi Mao Lư Sơn Trang, nguy cơ của bọn họ cũng được loại bỏ. Kết quả nguyên sắc không rời đi, mà là mất tích, xem ra trong đó có cái gì đó không muốn cho người ta biết." Hắc Thạch nói, "Thánh Tôn đã tìm được nguồn gốc, đợi đám người Đốc Vô Hư quay về, có nên ra tay luôn không?" Ô Thường tiếp tục dùng bút lông vẽ lên giấy, vừa vẽ vừa nói. "Đã biết được nguồn gốc, vậy thì không cần vội vàng, ra tay sớm, ra tay muộn cũng chẳng phải vấn đề. Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như thánh la sát trên tay bọn họ, mà đám người nguyên sắc cũng bại trận, vậy thì vì sao không thấy dấu hiệu của thánh la sát ra tay? Theo lý thuyết, bọn họ có trợ lực tốt như thế, phải sử dụng mới đúng, không biết đám người la thua ở hoang trạch tử địa có đụng đến không? Cũng bởi vì câu nói sau cùng, mắt của hắc thạch sáng lên, bỗng nhiên hắn hiểu rõ gì đó. Bên kia làm bẫy giết tuyết bà bà, nên sẽ để phòng bên này lợi dụng la phương phỉ, nói cách khác, ở hoang trạch tử địa có lẽ có mai phục từ trước, nếu làm không tốt còn sẽ dùng thánh la sát, không biết ba vị đi đến đó sẽ gặp phải chuyện gì bây giờ hắn đã hiểu vì sao ô thường lại không đi có sự nguy hiểm không rõ đang tồn tại cứ để ba vị kia đi thử nghiệm đi cố gắng làm cho một trong ba người không về được thì càng tốt rõ ràng là mượn đao giết người mà sau khi ô thường hạ bút xuống nhìn chằm chằm tác phẩm lại dặn dò theo sự phán đoán của ta có thể bây giờ có một chuyện ngươi phải đặt lên hàng đầu hắc thạch chắp tay nói mong thánh tôn chỉ rõ ô thường nói ra tay với mao lư sơn trang thì dễ nhưng 12 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không thể giấu ở trong Mao Lư Sơn Trang được, nếu như ra tay thì sẽ làm bọn họ cảnh giác, muốn tìm ra bọn họ cũng khó. Chọn người có thể tin được, chuyên phụ trách việc này. Thư của Mao Lư Sơn Trang là nguồn gốc, bọn họ chắc chắn vẫn còn liên lạc với những tu sĩ Nguyên Anh kia. Nếu giải mã thư, có thể biết được những tu sĩ Nguyên Anh kia là ai. Nhớ kỹ, ngày nào còn chưa tìm được toàn bộ đám người kia, vậy thì không thể ra tay. Nhớ kỹ, không ra tay thì thôi, nếu ra tay, phải hốt gọn một mẻ nhớ kỹ cần phải cẩn thận thà chậm chạp cũng không được phép đánh cỏ động rắn còn có đừng để mấy vị khác biết việc này Hắc Thạch nghiêm nghị chắp tay nói vâng La Thu đứng nguyên chỗ gần như không di chuyển không ngủ không nghỉ cứng rắn đứng ở chỗ này hai ngày vẻ mặt cũng không hề thay đổi Toa Như lai khoanh chân ngồi tính tỏa ở cách đó không xa bóng người như bị bóng tối bao phủ thời gian dần trôi qua La Thu kiên nhẫn đứng đợi ở chỗ này hai ngày đã nói cho hắn biết la thu đã hạ quyết tâm rồi la phương phỉ đội vòng hoa trên đầu cũng yên tĩnh nàng hơi mệt lại không thể thi pháp duy trì tỉnh táo nằm nghiêng trên mặt đất gối đầu lên đùi toa như lai ngủ đến thơm ngọt hình như trong mơ nàng ngửi được mùi thơm của hoa la thu ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời từ từ xoay người hai mắt nhìn bốn phía xung quanh toa như lai đang lẳng lặng lập tức nhìn chằm chằm phản ứng của hắn bỗng nhiên la thu tức giận thi pháp kêu lên đã đến hai ngày Ngân Cơ, ta biết ngươi đã đến, ngươi đi ra. Tiếng kêu quanh quẩn bốn phía, La Phương Phỉ bị đánh thức, mãnh liệt ngẩng đầu bò lên, nhìn chằm chằm phụ thân rồi nhìn ra bên ngoài một lúc, cuối cùng nàng nhìn về phía Trượng Phu, mê mang hỏi toa Như Lai. Sao vậy? Toa Như Lai đưa tay gọi nàng lại, cũng đứng lên nhìn bốn phía. La Thu tức giận nói, không phải ngươi muốn gặp con gái sao? Ta đã đưa con gái đến, ở ngay chỗ này, nên đối mặt, không ai tránh thoát được, đi ra. La Phương phỉ ngây người cũng chậm chậm bò dậy trên mặt toàn dấu chấm hỏi giống như đang hỏi con gái đang nói nàng sao? Xung quanh vẫn yên tĩnh La Thu lạnh lẽo đứng đợi một lúc sau đó phát tay đánh ra một chảo dùng pháp lực quét ngang Toa Như Lai không khống chế được cơ thể bay thẳng đến trước mặt hắn ầm um, La Thu thuận thế đánh một trường đánh vào ngực Toa Như Lai huyết nhục nổ tung trực tiếp đục một lỗ thủng trên ngực Toa Như Lai Toa Như Lai mở to hai mắt nhìn khó có thể tin được hắn ý thức được nguy hiểm đến gần, nhưng không ngờ La Thu không hề cho hắn nói một câu, cứ vậy mà ra tay. La Phương Phỉ cũng chừng lớn hai mắt, hai mắt trợn tròn, sợ ngây người, sợ đến mức run rẩy cả bờ môi, giống như không tin đây là sự thật, xem như mình đang gặp ác mộng. Đi ra, La Thu gầm thét, xoay tay lại, La Phương Phỉ còn đang ngây người phạch một cái bay đến trước mặt của hắn, bị hắn dùng một tay bóp cổ. Không, một tiếng hét thảm thiết của nữ nhân vang lên, một bóng người bắn ra khỏi đầm lầy, nhảy xuống gần đó không xa. Người đến chính là ngân cơ, nhìn toa Như Lai ngã trên mặt đất mà co giật, lại nhìn La Phương phỉ bị La Thu bóp cổ lúc nào cũng có thể mất mạng, sự bi thương trên khuôn mặt nàng có thể diễn tả thay lời nói. "Thả con gái ra, nàng là con gái của ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm ra tay độc ác chứ?" Nàng trốn ở trong tối nhìn chằm chằm, vốn dĩ còn ôm một chút may mắn, nghĩ rằng La Thu sẽ không ra tay với con gái, nhưng không ngờ La Thu nói giết là giết, không do dự chút nào trực tiếp giết đồ đệ cũng là con rể, hoàn toàn dọa nàng sợ, lại thấy con gái rơi vào tay hắn, nên không trốn nổi nữa. chương 2209, nhiệt Xúc 1 Cuối cùng cũng gặp lại nữ nhân này, giống như trong ký ức, vẫn xinh đẹp như vậy, không thay đổi chút nào, quai hàm la thua căng cứng. Cuối cùng ngươi cũng đi ra, trong mắt ngân cơ ngấn nước mắt, nàng là con gái người đấy, thả nàng ra, la thu vùng cánh tay lên, la phương phỉ lảo đảo ngã ngồi trên đất, nàng choáng váng, ngơ ngác nhìn toa như lai chảy đầy máu, nhìn toa như lai dần dần không động tính. Là mơ sao, nàng từ từ dương mắt nhìn la thu và ngân cơ, không nói câu nào, mong rằng đây là mơ, bởi vì nàng không muốn tiếp nhận sự thật này. Trên mặt la thu hiện lên sự đau lòng nhức óc, tiếng nói đau khổ. Nếu như người còn sống, trốn tránh được nhiều năm như vậy rồi, vì sao không tiếp tục trốn? Vì sao phải đi ra gây chuyện? Vì sao phải ép ta? Ngân cơ cũng đau buồn nói vậy thì sao ngươi vẫn tiếp tục tàn sát tộc nhân của ta? Tộc nhân của ta bị các ngươi dồn đến tình trạng này, ở đây kéo dài hơi tàn, vì sao các ngươi không cho bọn họ một con đường sống, vì cái gì không cho bọn họ chút ánh sáng, một cơ hội thở ra cũng không cho, vì sao mỗi năm lại không ngừng đổ sát? Ta là tộc trưởng hồ tộc, ngươi nói ta sao có thể trốn ở nơi đó không ra được? La Thu, ngươi đã đồng ý với ta, sẽ bảo vệ con gái thật tốt. La Thu giận dữ mắng mỏ, ngươi còn biết bảo vệ con gái. Ngươi chạy ra gây sự, bại lộ thân phận, chẳng phải cũng biết những người khác sẽ làm thế nào sao, nếu như ta ngã xuống, chẳng lẽ ngươi không biết con gái ngươi sẽ có kết cục thế nào? Đó là cái mà ngươi gọi là bảo vệ con gái sao? Con gái, mẹ, là mơ sao? La Phương Phỉ ngạc nhiên nhìn Ngân Cơ, ánh mắt trở nên mê mạng. Ngân Cơ nức nở nói, đó là lý do ngươi muốn tự tay giết chết con gái mình sao? Vì quyền thế, ngươi không quan tâm đến gì khác nữa sao? La Thu nói. Không để ý cái gì cả, ngươi biết sau khi Trưởng Tôn Di chết thì bọn chúng có kết cục gì không? Ngươi có biết nếu ta mất đi những quyền thế này, phía dưới có bao nhiêu người phải chết không? Người chết không chỉ có con gái ngươi, cũng không chỉ có đứa đồ đệ này của ta. Đi đến tình trạng này, có nhiều thứ không thể làm chủ được, không còn đường quay đầu, khó mà vẹn toàn tất cả, cho dù ta có đồng ý quên đi, những người khác cũng sẽ không tha cho ta, vì vậy ta phải bỏ qua một phía. Có lẽ theo ý của ngươi, ta đây máu lạnh, không từ thủ đoạn nhưng người có biết trên tay ta đang chống cho mạng sống của bao nhiêu người không? lòng người khác nhau, dục vọng nhiều không thỏa mãn, nếu không có thủ đoạn thiết huyết thì không chấn nhiếp nổi. đó là kinh nghiệm mà phải qua mấy trăm năm dùng xương máu để tổng kết lại. nếu ngươi không hiểu, vậy thì hãy nghĩ lại đi. giống như ngươi dùng hết mọi thứ để giữ hồ tộc lại, hai ta đều có cùng một đạo lý giống nhau, không có ai đúng ai sai, chỉ là thủ đoạn khác nhau mà thôi. uổng cho ngươi là tộc trưởng hồ tộc, chẳng lẽ chút đạo lý đó cũng không biết sao? ngân cơ đau lòng, nên tiếng chỉ trích, vô tình vô nghĩa, không từ thủ đoạn, lấy cớ. La Thu nổi giận, nói, ta vô tình vô nghĩa, năm xưa ta vì ngươi, bỏ ra nhiều thế nào, nhưng ngươi đang làm gì, ngươi muốn ta phải làm gì, ngươi vì hồ tộc của ngươi, không tiếc giấu giếm thân phận để lừa gạt đến bên cạnh ta là có mục đích gì. Ngươi biết rõ ta không phải là đối thủ của bọn họ, vậy mà còn muốn ta đi làm, đó là cái lý do có tình có nghĩa của ngươi sao. Được, xem như ta vô tình vô nghĩa cứ xem như ta không từ thủ đoạn đi bỗng nhiên hắn đưa tay chỉ người tự nhìn lại mình đi nếu nói đến không từ thủ đoạn người thua kém ai người có lỗi với hồ tộc có lỗi với trượng phu cũng có lỗi với con gái mình người không chỉ có nhiều đó thủ đoạn vậy thì cứ xem kết cục của hồ tộc các ngươi đi người thân là tộc trưởng lại không bảo vệ được tộc nhân làm cho bọn họ phải ở đây kéo dài hơi tàn người thân là mẹ lại không bảo vệ được con gái mình bỗng nhiên hắn gầm thét ngươi có tình có nghĩa sao không bỏ lớn lại cũng không bỏ được nhỏ cái gì cũng muốn nếu như ngươi mới đúng vậy thì nói cho ta biết trong thiên hạ này tìm được chỗ nào tốt như vậy ngươi làm như thế mới gọi là tư lợi ngươi có tư cách gì để nói chuyện tình nghĩa với ta trong giọng nói lại kèm theo mấy phần rên rỉ ngân cơ lại bị nói đến không chối cãi được chỉ cầu xin la thu buông tha cho con gái la thu giận dữ mắng mỏ ta là vì muốn cứu nàng mới đưa nàng đến đây Nam nhân trong thiên hạ nhiều, trưởng phu không có còn có thể tìm người khác, chỉ cần nàng còn sống sót, cho dù hôm nay nàng hận ta cả đời. Đó là ta không từ thủ đoạn, đáp án này ngươi có hài lòng không? Ngân Cơ hai mắt đẫm lệ, cười thảm, vì vậy, tình cảm vợ chồng nhiều năm có cũng được, mà không có cũng không sao, đây là cái bẫy của ngươi, không tiếc giết đệ tử cũng là con rể của mình, cũng phải đưa ta vào chỗ chết đúng không? Ngươi nói tình cảm vợ chồng với ta, có người muốn đưa ta vào chỗ chết? sao ngươi không suy nghĩ vì ta chứ? Sau khi La Thu hỏi lại, bỗng nhiên lớn tiếng hơn. Không phải là không có cơ hội, phải nhìn ngươi lựa chọn thế nào nữa. Ngươi có thể cho ta một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, từ bỏ hồ tộc, phối hợp với chúng ta, dọn sạch những kẻ vọng tưởng quấy rối phía sau. Ngân cơ lắc đầu, nói, năm xưa ta đã lựa chọn, khuôn mặt La Thu trở nên dữ tợn, nói, đừng có ép ta, Ngân cơ không nói thêm lời nào, lách mình bay lên, đối phương đã nói là đảm bảo cho con gái nàng nàng cũng không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa nữa phí nhiều công phu như vậy ngay cả toa như lai cũng giết chết sao la thu để cho nàng chạy thoát được hắn lắc mình đuổi theo hai người ra tay với nhau ầm ầm trong nháy mắt ngân cơ cố gắng chạy trốn la thu dây dưa không thả thực lực của nàng không bằng la thu ngân cơ khó thoát thân được đã bị cuốn lấy nhưng la thu vẫn chưa ra tay độc ác hai người đánh nhau một chỗ trong đầm lầy có ba cái đầu nhô ra đó là Hắc Vân, còn có Côn Lâm Thụ và Ngao Phong bị Hắc Phong kéo đến. Không kéo thêm hai người này không được, Hắc Vân sợ Ngân Cơ gặp nạn, trước đó mấy người này ngăn cản không cho Ngân Cơ tùy tiện đi ra, sau đó Ngân Cơ thấy Toa Như Lai bị giết, thấy con gái sắp mất mạng, nên không quan tâm gì nữa, nàng xông ra ngoài. Thấy được Ngân Cơ đã bị cuốn lấy, rơi vào tình hình nguy hiểm, Hắc Vân cầu xin hai người bên cạnh. Hai vị, nếu ta đi lên thì sẽ không chịu nổi một kích, không thể giúp lão tộc trường ngược lại còn trở thành đá cản chân vì vậy xin hai vị giúp lão tộc trưởng của ta chút sức trong mắt côn lâm thụ lộ ra chiến ý nhưng bị ngao phong kéo cánh tay lại ngao phong nói tộc trưởng ngài tỉnh táo lại đi không phải chúng ta không muốn giúp mà là chúng ta ra tay cũng vô dụng ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của la thu hắc vân lo lắng không thôi rất muốn nói các người cuốn la thu lại để cho lão tộc trưởng thoát thân cũng được mà nhưng loại lời nói không quan tâm đến sự sống chết của người khác thế này sao có thể nói ra miệng được chỉ có thể cầu xin nhờ hai vị phối hợp tác chiến một chút đi bỗng nhiên trên không trung có tiếng phá vỡ không gian ba người trong bùn ngẩng đầu lên nhìn trên một đám mây trên không có hai bóng người hiện thân đang bay xuống dưới chính là đốc vô hư và lam đạo lâm hai người ẩn thân trên không đã lâu lén lút đến đây ít nhất chỉ chậm hơn la thu nửa ngày mà thôi đến rồi thì vẫn luôn ẩn thân trên đám mây thi pháp khống chế đám mâu này cũng chỉ có đám người có thực lực như bọn họ mới có thể ở trên không trung lâu như thế, những tu sĩ khác không thể làm được. Nơi hai người đứng quá cao, không thấy rõ phía dưới, chỉ có thể nhìn bóng người mơ hồ, nên đã hẹn La Thu từ trước, đến lúc có tiếng đánh nhau, bọn họ sẽ lập tức nhúng tay vào. Chương 2210, nhiệt xúc 2. Cứ như vậy, cho dù La Thu có muốn thả người hay không, với thực lực của La Thu, không thể lặng yên không tiếng động để cho người trốn thoát được. Nhìn tư thế từ trên trời giáng xuống thế này, không cần nhìn rõ là ai cũng có thể đoán là người trong tứ thánh đến. Đợi đến lúc nhìn thấy Đốc Vô Hư, sống ở dưới dâm uy của Đốc Vô Hư nhiều năm, Ngao Phong đã run bần bật, nhanh chóng kéo hai người trốn vào trong bùn đất. Có thể nói Hắc Vân đã tràn đầy tuyệt vọng trốn đi, Tam Thánh tự mình ra tay, sao lão tộc trưởng có thể tránh thoát được kiếp này chứ? ầm, um, hồ thi đằng sông phá đầm lầy bay lên, xúc tu cuốn về phía trên không, muốn giúp ngân cơ. Đốc Vô hư lao đầu xuống trước, hất tay áo lên, trên người như có vạn ánh sáng tách ra phanh ù ù tiếng xúc tu khổng lồ bị ngàn vạn ánh sáng băm nhỏ vang lên xúc tu bị xé nát chỉ trong nháy mắt mảnh vụn bay tán loạn khắp nơi côn lâm thụ trốn ở dưới mặt đất cũng không khoanh tay đứng nhìn ầm um, một con hỏa long phóng lên tận trời mạnh mẽ phóng lên đốc phô hư nở rộ ánh sáng xuất hiện như một thiên thần giáng lâm đạp một cước xuống như hàng long phục hổ cả người như thần tiên cắm xuống ánh sáng va chạm với hỏa long Đầu rồng sụp đổ, ánh sáng tăng mạnh, che kín hỏa diễm phía dưới, liệt diễm như bị Đốc Vô Hư nhấn vào dưới mặt đất ngay trong nháy mắt. Ầm, um, ánh sáng ngập đầu, chân áp liệt diễm, làm cho hỏa diễm bị dập tắt hoàn toàn trong nháy mắt. Hai chân Đốc Vô Hư đứng vững trên đầm lầy, ánh sáng quanh người hắn như thủy triều thẩm thấu xuống dưới, chỉ thấy đầm lầy nổi bọt khí, sôi lên sùng sục, giống như bị đun sôi, trong bọt khí nổ tung còn có từng sợi khói đen bay ra. Đốc Vô Hư dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm đầm lầy phía dưới sau đó thi pháp tìm kiếm vị trí những người kia ẩn núp la thu lắc mình bay về núi yên lặng nhảy xuống đất không nói gì chỉ lạnh lùng đứng nhìn hắn dừng tay để lam đạo lâm thay vị trí của hắn thân pháp của lam đạo lâm càng quỷ dị hơn hoàn toàn cuốn ngân cơ lại lam đạo lâm ra tay không hề nể tình ngân cơ vừa đấu với hắn là đã ăn ngay một trưởng vào ngực phun ra một ngụm máu tươi nàng muốn chạy nhưng cũng không chạy nổi chỉ có thể gắng gượng chống đỡ nhưng nhìn dáng vẻ như thế tất nhiên là do lam đạo lâm muốn bắt sống dù sao ngân cơ còn có giá trị không nhỏ để lợi dụng ngân cơ liều mạng thi pháp dù gần chết cũng không muốn để đối phương bắt sống như vậy làm cho lam đạo lâm cảm thấy khó khăn dù a à, la phương phỉ hét lên một tiếng thê lương tiếng đánh nhau kịch liệt vàng ầm ầm mặt đất đều chấn động còn có gió lớn quét sạch ngọn cỏ lá cây cuối cùng đã đánh thức nàng ra khỏi sự ngơ ngác không phải là mơ nhìn thấy sư huynh chết không nhắm mắt ngay trước mặt lỗ thủng trước ngực đẫm máu thấy mà giật mình nàng hỏng mất quỳ xuống quỳ gối trước mặt toa như lai hai tay ôm đầu gào thét tê tâm phế liệt lam đạo lâm và đốc vô hư chỉ liếc mắt một cái mà thôi bọn họ thường thấy người chết hơn nữa người chết là người của la thu chỉ liếc mắt một cái trong lòng vẫn thản nhiên tiếp tục làm việc của mình trong miệng đầy máu tươi máu tươi của ngân cơ đã nhuộm đỏ vạt áo trong mắt tràn đầy sự bi phẫn bất lực ốc không cóng nổi mình ốc nữa la thu từ từ quay đầu nhìn hơi nhìn chăm chú sau đó vặn đầu về nhìn đánh nhau không muốn nhìn dáng vẻ này của con gái hắn căng hai gò má la thu có thể tưởng tượng được từ hôm nay trở đi hắn đã mất đi đứa con gái này sợ rằng con gái sẽ không bao giờ nhận hắn làm cha nữa mãi mãi sẽ không tha thứ cho hắn nhưng giống như lời hắn nói với ngân cơ chỉ cần con gái còn sống cho dù nó hận hắn cả đời cũng được tê tâm liệt phế trong sự gào thét tuyệt vọng vô tận móng tay của la phương phỉ bắt đầu dài ra nhanh chóng trở nên bén nhọn mái tóc đen dài tung bay trong gió, vừa bay phần phật vừa thay đổi màu sắc, dần dần biến thành màu trắng, trong màu trắng đó có màu hồng nhàn nhạt, nhạt hiện lên. Khóe mắt trở nên mị hoặc, kéo dài về hai bên, cả khuôn mặt bắt đầu trở nên quỷ dị. Trong miệng có hai chiếc răng nanh dài ra, trên lỗ tai cũng mọc lông, dần dần nhọn thẳng lên, trở nên khác với lỗ tai của người bình thường, biến thành lỗ tai của hồ ly. Phía sau váy dài vang lên tiếng xé vải, một chiếc đuôi trắng xen lẫn màu hồng bắn ra ngoài. Giữa trời đất như có linh khí từ cõi u minh tụ tập đến, rót vào trong người La Phương Phỉ đang thống khổ gào thét, giống như thúc đẩy sự biến hóa này. Xung quanh dần nổi lên gió lớn, nhưng La Thu kéo căng khuôn mặt đưa lưng về phía nàng nên không phát hiện được sự biến hóa này. Nhưng Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm lại thấy được, đều là giật nảy cả mình. Ngân cơ cũng để ý đến sự thay đổi của con gái, khó có thể tin nổi. Đốc Vô Hư đứng nhàn nhã một bên, vô thức hô to nhắc nhở. La Thu, La Thu tỉnh táo lại, hắn bỗng nhiên phát hiện linh khí trong trời đất đang tuôn về một phía hắn quay người lại nhưng bây giờ phản ứng thì đã chậm một bóng người đã bay đến trước mặt hắn một bộ móng vuốt sắc bén cắm ngay vào ngực la thu la thu chừng lớn hai mắt nhìn đứa con gái người không ra người quỷ không ra quỷ trước mắt không thể tưởng tượng nổi cảnh mình nhìn thấy không thể nào tưởng tượng được con gái mình lại biến thành dáng vẻ quỷ quái này cũng không thể tưởng tượng la phương phỉ lại có thực lực lớn như vậy cho dù hắn phản ứng chậm đi nữa với tốc độ phản ứng kia, bình thường thì La Phương Phỉ không thể làm hắn bị thương được. Hắn cũng nhớ rõ ràng, trên người La Phương Phỉ và Toa Như Lai đều bị hắn tự mình hạ cấm chế, không dùng pháp lực được. Nhưng điều không bình thường trước mắt, chỉ có một nguyên nhân mới giải thích được, đó là nó có quan hệ với sự biến hóa không bình thường của con gái. Ánh mắt La Phương Phỉ rất lạnh lẽo, nàng ra tay lần nữa, một móng vuốt khác đâm đến trước mặt La Thu. La Thu túm tay nàng lại, đồng thời thi pháp phong bế bàn tay đang cắm trong ngực hắn, không để cho móng vuốt cắm sâu vào lúc này sự đau khổ trong mắt la thu khó mà hình dung nổi gắng gượng nói lại vì một nam nhân giết cha mình nhiệt xúc đánh ra một trường phách đánh trúng ngực la phương phỉ cứng rắn đánh la phương phỉ phun máu bay ra rất xa la thu cũng lảo đảo một cái vươn tay bưng kín lồng ngực mình ngực khó chịu cảm giác bị thương không nhẹ vừa rồi suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn luôn bị thương nặng nhất chính là trái tim hắn sự bi phẫn trong lòng khó có thể bày tỏ được đứa con gái này hắn phí hết tâm tư bảo vệ đấy. Mục đích hắn đưa toa như lai like đến đây, chính là để mình không phải giết nàng, giết người khác cho ngân cơ nhìn cũng là vì mình không ra tay được với con gái. Nếu như ngân cơ không chịu nói, nhiều nhất hắn chỉ cưỡng ép la phương phỉ để cho la phương phỉ chịu chút đau khổ ngoài ra thịt mà thôi, nếu như ngân cơ không nói ra, hắn giết la phương phỉ thì có lợi ích gì. Về phần giết toa như lai, like, cũng là cho những người khác một câu trả lời, để cho mọi người thấy dùng cách này không ép ngân cơ đi ra được, dù giết La Phương Phỉ cũng vô dụng, nếu để người lại còn có lợi ích. Kết quả lòng khổ tâm bị chó ăn, con gái hắn lại muốn giết hắn, sao La Thu chịu nổi được chứ? La Phương Phỉ miệng chảy đầy máu tươi, rơi xuống đất nhìn hắn, nàng nhìn máu trên tay, nhìn máu của phụ thân trên tay, sau đó quay đầu nhìn La Thu, hình như lý trí sống lại, trong ánh mắt nàng tràn đầy sự thống khổ dẫy dụa. La Thu lùi về sau mấy bước, quay đầu lại nhìn, lúc này, hắn cảm nhận được tình trạng cơ thể của mình, cũng nhận ra nguy cơ nồng đậm. La Thu không nói thêm lời nào, lắc mình chạy đi. Đốc Phô Hư nhanh chóng quay đầu lại, mắt lé lên, chợt quát. Người cuốn lấy bọn họ, nói xong cũng chạy đi, đuổi theo La Thu. Lâm Đạo Lâm liếc mắt, thầm mắng một tiếng, biết Đốc Phô Hư nhân cơ hội này ra tay với La Thu luôn. chương 2211, tự gây nhiệt, thầm mắng là thầm mắng, nhưng trên thực tế giữa cửu thánh tính tình thế nào đều hiểu rõ về nhau cả rồi, có ai không phải là người hễ có cơ hội liền muốn mạng của đối phương chứ? Chính vì vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, đám ngân cơ chỉ là đang tạo phản, bọn họ đang trấn áp đám tạo phản. Đạo lý rất đơn giản, chỉ ít đám tạo phản này chỉ dám lén lút, còn chưa có ai dám đơn độc đứng ra đối kháng với bọn họ, huống chi ngay cả cùng nhau liên thủ đứng ra cũng không dám. Nguyên nhân phía sau chuyện này còn cần suy nghĩ nhiều sao, bởi vì còn chưa đủ thực lực để đối kháng chính diện với bọn họ, bằng không hà tất phải vất vả như vậy, ăn no không có chuyện gì làm hay sao. Còn giữa cửu thánh mới thực sự là đại họa đáng lo nhìn thấy phụ thân và nữ nhi tương tàn trong lòng ngân cơ đầy sự bi ai vô vận vừa thất thần một cái lại bị một trường đánh bay lại phun một ngụm máu tươi ra muốn nhân cơ hội chui xuống đất nhưng phản ứng của lam đạo lâm nhanh hơn lắc mình một cái đuổi theo sát sao cản lại bụp lam đạo lâm chợt cảm thấy hoa mắt phát hiện la phương phỉ đang phù không quan sát ông ta một cái đuôi to nhẹ nhàng đung đưa phía sau la phương phỉ lúc trong lòng lam đạo lâm đang kinh nghi la phương phỉ đã nhanh như mị ảnh đánh về phía ông ta đôi lợi chảo tung ra từng chiêu chí mạng tựa như coi ông ta là đối tượng phát tiết, cũng tựa như hận không thể xé sống ông ta ra vậy. Có người giải vây, đã bị đánh trọng thương, nhất thời ngân cơ được buông lỏng không ít. Quan trọng hơn là nữ như vậy mà lại giúp bà, tâm tình bà ấy kích động đến mức người bên ngoài không có cách nào tưởng được, cảm giác này đối với bà ấy khó có thể dùng lời mà diễn tả. Bà ta có thể nhân cơ hội thoát thân nhưng bà lại không làm vậy, lo nữ nhi sẽ gặp chuyện không may, cắn răng gượng chống người xuất thủ tấn công. Lam Đạo Lâm lại cố hết sức, giao thủ một lượt ông ta liền có thể cảm giác được thực lực của La Phương phỉ sau khi biến dị không phải quá mạnh nhưng lại cho thấy tốc độ đặc biệt. Thân hình kéo theo cái đuôi thoáng lên như hồ ly mị ảnh, tốc độ rất nhanh, thân pháp còn quỷ dị hơn so với thân pháp mà ông ta am hiểu. Bằng vào tu vi của ông ta chẳng những không bắt được đối phương, dường như ngay cả cơ hội đối mặt chính diện cũng không có, cũng có ý nghĩa là rất khó làm đối phương bị thương được. Xoạt, trên siêm y của Lam Đạo Lâm đã xuất hiện mấy vết sạch, dưới da lộ ra vết máu, lợi trảo của đối phương dị thường sắc bén, có thể dễ dàng phá được cương khí hộ thể của ông ta, không có cảm giác chậm một chút nào. Ông, bốn phía đột nhiên lóe lên hồng quang khắp bầu trời, thoáng qua dường như khiến người ta cảm thấy mình đang bị nhấn chìm trong biển lửa. Lửa cháy mạnh ngưng tụ lại, hỏa kiếm phóng tới vèo vèo, bắt đầu phối hợp với la phương phỉ và ngân cơ, liên thủ tấn công. Chuyện này nhất thời làm ông ta luống cuống tay chân, thỉnh thoảng vang lên tiếng cắt xiêm y là tả càng làm cho ông ta hết hồn ông ta phải chống cự được cho tới khi đốc vô hư quay lại nhưng mà có trời mới biết tên kia lúc nào mới có thể trở về được hoặc là đã trở về rồi đang núp trong bóng tối chờ cũng khó nói hỏa kiếm tập kích cộng thêm ngân cơ tấn công dẫn tới lam đạo lâm phản ứng chậm đi không ít cảm thấy có một đôi móng nhọn uy hiếp nếu có chút sơ sót bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị mổ bụng mất mạng tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp hay thân hình lam đạo lâm lóe lên toàn lực chiến đấu với la phương phỉ sau khi kiềm chế tốc độ của La Phương phỉ lại thì đột nhiên thoát thân. Chỉ thấy ông ta mạnh mẽ phá hỏa kiếm bắn tới, trong tiếng nổ tung, lửa cháy mạnh, trong nháy mắt đã tới trước mặt ngân cơ, trong mắt hiện lên sát khí, dồn toàn bộ tu vi vào một trường đánh lên người ngân cơ đang chưa ứng phó kịp với đột biến. Trước chưa hạ sát thủ với ngân cơ là bởi vì còn muốn bắt sống, bởi vì có giá trị lợi dụng, dẫn tới không tiếc liều mạng, nhưng ngân cơ vẫn chậm chạp khó có thể bị bắt. Hiện tại ông ta đã động sát tâm, đương nhiên là sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Bịch, ngân cơ như một ngôi sao trổi bay ra ngoài, vô lực bay về phía đầm lầy. Trong đầm lầy, Hắc Vân lóe ra đón lấy, ngân cơ rồi liền trốn vào trong lòng đất, Lam Đạo Lâm lập tức đuổi theo. Mà trong thoáng chốc, La Phương Phỉ lại lần nữa quấn lấy Lam Đạo Lâm. Giết được một ngân cơ, hỏa kiếm tấn công ở không gian lớn hơn, tần suất đánh lén cũng cao hơn. Phát hiện tác dụng sau khi ngân cơ biến mất cũng không lớn, đối mặt với sự quấn thân của hỏa kiếm, tốc độ phản ứng của mình cũng chịu sự cản trở, vẫn lúc nào cũng có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn ông ta liếc nhìn trong lòng đất đã nhận ra người khống chế hỏa kiếm chắc là đang núp ở phía dưới đầm lầy nổi lên tâm tư giết xuống dưới đất diệt từ hỏa hại kia còn ở dưới đầm lầy cũng có thể hạn chế tốc độ phản ứng của la phương phỉ ai ngờ trên đầm lầy ngao phong đột nhiên xông ra từ đằng xa hồ to chống đỡ thêm một lúc nữa thánh la sát sắp tới rồi hô xong lập tức độn thổ xuống dưới đất thánh la sát làm đạo lâm hơi sợ thánh la sát cũng ở đây sao chuyện này không phải là không có khả năng hơn nữa còn khả năng khá cao nữa vừa chiến đấu vừa nhìn xung quanh còn chưa thấy đốc vô hư trở về sau đó lam đạo lâm đưa ra quyết định không tiếp tục kéo dài nữa Vèo, sau khi bỏ qua la phương phỉ lam đạo lâm lại lắc mình một cái vút không mà đi la phương phỉ lập tức đuổi theo nhưng tốc độ trong cự ly ngắn của nàng tốt hơn nếu kéo ra khoảng cách dài thì so với tốc độ của lam đạo lâm nhất thời hơi kém hơn chút cuối cùng thực sự đuổi không kịp chỉ có thể phù không ngừng lại mắt mở to nhìn Lam Đạo Lâm chạy mất. Sau khi quay lại, nàng không đi chỗ khác mà hạ xuống vùng núi, hạ xuống cạnh di thể của Toa Như Lai, ngơ ngẩn ngã quỵ ở một bên, vẻ mặt không che giấu được bi thương. Hắc Vân hiện thân, ôm Ngân Cơ hạ xuống một bên. Thần thái của Ngân Cơ cực kỳ suy yếu, trong mũi thỉnh thoảng có từng dòng máu tươi chảy ra, trên mặt của Hắc Vân cũng tràn đầy bi thương, dường như đang thể hiện cái gì đó. Ông ta muốn mang Ngân Cơ đi nhưng Ngân Cơ nói là phương phỉ không có nơi nào để đi nữa, nếu chạy loạn sẽ gặp nguy hiểm nên muốn dẫn La Phương Phỉ đi cùng, vì vậy ông ta mới mang ngân cơ tới đây. Trên mặt côn lâm thủ thoa ngũ thải cũng lắc mình xuất hiện hạ xuống một bên, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngao Phong cũng xuất hiện, chỉ có điều có vẻ hơi lén lút, lắc mình hạ xuống ngọn một thân cây cao nhất, cảnh giác cao độ bốn phía. Phỉ nhi, phỉ nhi, ngân cơ suy yếu gọi vài tiếng, La Phương Phỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn bà ấy, muốn tìm lại hình ảnh khi còn bé của mình còn nhớ, nhưng trong ấn tượng lại không hề có người này ngao phong đang ở trên cao khẩn trương cao độ đột nhiên hô nơi đây không thích hợp ở lâu các ngươi nhanh lên một chút ngân cơ cố làm cho giọng nói của mình rõ ràng hơn chút phỉ nhi ta thường xuyên hỏi hạt cát nhỏ tình huống có liên quan tới con hạt cát nhỏ thường viết tình huống của con qua thư gửi cho ta biết chỗ của ta có thư của hạt cát nhỏ mang hạt cát nhỏ theo ta đi ta sẽ dẫn con đi xem la phương phỉ đương nhiên biết hạt cát nhỏ là biệt hiệu của ai đó là biệt hiệu khi còn bé của toa như lai nghĩ tới chuyện mình khi còn bé được sư huynh phóng, gọi sư huynh hạt cát nhỏ trong nháy mắt lệ vỡ òa khóc lớn. đang bay nhanh, làm đạo lâm thỉnh thoảng quan sát bốn phía, chợt nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau kịch liệt truyền tới, liền lập tức tăng tốc phóng đi. đợi ông ta chạy tới, cuộc đấu đã kết thúc, chỉ thấy đốc vô hư đang phù không giơ tay bóp cổ của một người, chính là La Thu đang bị trọng thương. La Thu cuối cùng không thể chạy thoát, thương tích quá nặng, thua trong tay của đốc vô hư. chương 2212 nghìn giận không kềm chế được một. Trước ngực, vết thương mà nữ nhi gây ra thỉnh thoảng còn có máu tươi chảy ra, La Thu chỉ còn một hơi thở, đã sắp chết, không buồn không vui tự lầm bẩm Tự gây nhiệt, Lam Đạo Lâm lơ lửng nhìn cảnh tượng này, thổn thức lắc đầu, đấu nhiều năm như vậy, lão già này rốt cuộc cũng phải ngừng lại rồi. Đốc phô hư lại nhìn siêm y bị phá nát lộ ra cả áo lót ở bên trong của Lam Đạo Lâm, kinh ngạc hỏi. Người gặp phải chuyện gì đó? Lam Đạo Lâm tự nhận xui xẻo. Nàng kia hóa yêu ma, tốc độ thân pháp không bình thường, bị chúng một lợi chảo, bị nàng ta cào rách. Đốc phô hư kinh ngạc, tạp trùng kia lợi hại như vậy sao? Lam đạo lâm, cũng không phải lợi hại gì, cộng thêm âm thầm có người đánh lén phối hợp, có chút khó chơi mà thôi. Đốc phô hư, đã giải quyết xong chưa? Lam đạo lâm hơi lắc đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn la thu, biết nữ nhi thoát hiểm rồi, hơi tỏ ra vui mừng. Đốc phô hư, ngân cơ cũng không bắt được ư, vậy ngươi tay không chạy tới đây làm gì? Thật ra lúc đang trên đường Lam Đạo Lâm đã kịp phản ứng, hoài nghi đã bị lừa, hiện tại cũng không tiện nói là bị người ta dùng thánh la sát dọa cho chạy, chỉ có thể mặt không chút thay đổi nói. Có tạp trùng kia can thiệp nên không tiện bắt sống, chỉ có điều ngân cơ đã trúng một trường nặng của ta, không có gì bất ngờ xảy ra chắc là không sống được. La Thu nghe được thì trên mặt dần hiện sự bi thương. Đốc Phô Hư biết nếu Lam Đạo Lâm nói vậy tất nhiên là có phần nắm chắc, sau đó nhìn về phía La Thu đang bị túm trong tay, hơi cười nói. La Thu, vợ chồng các người tuy rằng không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cũng có thể được chết cùng năm cùng ngày cùng tháng rồi, hai bọn ta coi như đã giúp người được phần nào đó đi. La Thu đã không còn sức lực để phản kích gì nữa, trong miệng gian nan nói, chỉ có thể nói được một câu. Chúng ta sẽ còn gặp nhau, lời này chắc chắn không có ý tốt gì, rõ ràng là chỉ sẽ gặp nhau ở dưới đất, sau khi chết. Đốc phô hư cười nhạt, pháp lực trên người bắt đầu vận chuyển. Không cần thiết, Lam Đạo Lâm thấy thế thì giơ tay lên xua, than thở. Dù sao cũng đã quen biết nhau nhiều năm rồi, để ông ta được toàn thay đi. Đốc phô hư nghe vậy thì hơi trầm lặng, pháp lực đang vận chuyển trên người dần biến mất, nhìn chằm chằm khuôn mặt của La Thu thêm chút nữa, trên tay đột nhiên phát lực vặn một cái, một tiếng răng rắc chuyển tới. Năm ngón của ông ta buông lỏng, La Thu nhanh chóng rơi xuống, bịch một tiếng rơi xuống dưới đầm lầy. Làm đạo lâm nhìn chằm chằm mặt đất, thở dài một tiếng rồi nói. Đi, chúng ta đi xem thử thêm lần nữa. Đốc phô hư không có ý kiến, hai người nhanh chóng cùng nhau quay lại chiến trường phía trước. Trong đầm lầy có mấy con yêu hồ chui ra, chạy tới nơi La Thu rơi xuống, nhìn La Thu chậm rãi chìm nghỉm. Bên trong cung điện dưới lòng đất, La Phương phỉ quỷ gối trước di thể của toa như lai, trong tay cầm một sấp thư, liếc nhìn. Nàng phát hiện ngân cơ nói không sai, trong thư ghi lại tình huống sinh hoạt bình thường của nàng ở trong đại La Thánh Địa, trong đó có một vài chuyện là do nàng tự mình trải nghiệm, có thể nhớ được chữ mặc dù không phải là do toa như lai viết nhưng giọng tự thuật lại là giọng văn nàng vô cùng quen thuộc đích thực là toa như lai có thể thấy được là thông qua mật thư dịch ra được lúc này nàng hiểu thì ra toa như lai đã sớm biết thân thế của nàng cũng đã sớm biết mẫu thân mất tích của nàng ở đâu vẫn luôn liên hệ với mẫu thân nàng nhưng lại luôn gạt nàng không nói cho nàng biết nhìn một lúc hai mắt đã đẫm lệ khóc thút thít ánh mắt của ngân cơ ảm đạm nhìn nữ nhi của mình dường như mãi mãi cũng không nhìn đủ còn Côn Lâm Thụ và Ngao Phong đều ngồi xếp bằng ở sau lưng bà ta, mỗi người đặt một bàn tay sau lưng bà, hai người đồng thời thi pháp truyền vào trong cơ thể bà ấy, vẻ mặt nghiêm trọng. Bằng vào tu vi của hai người lại phải đồng thời thi pháp như vậy, tình huống có thể hiểu được. Hắc Vân và các trưởng lão hồ tộc ở cung điện dưới lòng đất đều quỳ về hướng ngân cơ, khuôn mặt mỗi người đều là sự bi thương. Mọi người đều đã kiểm tra qua thương thế của ngân cơ rồi, mặc dù đã uống thiên tế đan nhưng lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ nát, hiện tại đang hoàn toàn dựa vào yêu lực và tu vi của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hỗ trợ mà gượng chống đỡ mà thôi. Đều biết không có ích gì, đều biết làm như vậy chỉ là đang cố gắng chỉ hoãn thời gian chết cho lão tộc trưởng mà thôi. Hỏa Phượng Hoàng, Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng ở đó, ba người không quỳ, lẳng lặng đứng bên ngoài, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt này, thần sắc cũng bi thương. Cục diện bên ngoài hiện nay ba người đã nghe thấy rồi, Hỏa Phượng Hoàng không nói, đối với Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng cảm thấy khá chấn động, cửu thánh đã đánh hạ được năm như trưởng lão quá trâu bò rồi có thể may mắn có thời gian hầu hạ như trưởng lão hai người có cảm giác may mắn gấp bội lúc đó khi ở bên cạnh như trưởng lão đã cảm thấy như trưởng lão không đơn giản bây giờ quả nhiên có một số việc nói cho bọn họ biết cũng là vì ổn định tâm tư của hai người tránh việc xuất hiện suy nghĩ trốn chạy dù sao cũng đã từng hầu hạ cũng đã từng ở với mình một thời gian nghiêu hữu đạo không muốn làm chuyện diệt khẩu với hai người thi pháp mạnh mẽ chống đỡ côn lâm thụ và ngao phong không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái ngay cả hai người đều phát hiện ta ngân cơ đương nhiên là biết rõ tình trạng của cơ thể mình chợt duỗi tay phỉ nhi phỉ nhi la phương phỉ đã xem xong tất cả thư đang cầm một sấp thư bưng mặt khóc từ trong một vài nội dung trong thư có thể nhìn ra sư huynh vẫn luôn tiết lộ tình huống của đại la thánh địa cho bên này sư huynh đã sớm âm thầm phản bội phụ thân điều này làm cho tâm tình khổ sở của nàng lúc này càng thêm phức tạp nghe thấy lời gọi chậm rãi ngẩng đầu đôi mắt đẫm lệ nhìn ngân cơ ngân cơ khó nhọc nói phỉ nhi là nương có lỗi với con la phương phỉ không hé răng ánh mắt của ngân cơ đột nhiên trở nên có thần thái đã có dáng vẻ hồi quang phản chiếu giọng nói cũng trở nên rõ ràng trong hồ tộc dòng dõi này của ta truyền thừa tộc trưởng gánh vác thời đại này lấy sứ mệnh thủ hộ hồ tộc chuyện giữa ta và cha con hiện tại ta đã không còn tinh lực tường thuật được nữa hơi thở hồn hển lại tiếp tục nói về sau con có thể hỏi mọi người ở trong hồ tộc, ta không muốn nói giữa ta và cha con ai đúng ai sai, ta chỉ muốn con biết năm đó ta thật sự không cố ý vứt bỏ con, sau khi ta bị thương ngủ say, không lâu sau tỉnh lại, thật ra vẫn muốn gặp con. Ta mất rồi, con có thể ở lại hồ tộc, hồ tộc đáng giá để tiến nhiệm, con là nữ nhi của ta, bọn họ nhất định sẽ chăm sóc cho con. Nếu con không muốn ở lại hồ tộc cũng không cần miễn cưỡng, có thể để bên này liên hệ với Nhiêu Hữu Đạo để Nhiêu Hữu Đạo hỗ trợ sắp xếp, Nhiu Hữu đạo đáng giá để tiến nhiệm. La Phương Phỉ không xa lạ gì với cái tên Nưu Hữu đạo này, trong đầu hơi cảm thấy nghi hoặc, Nưu Hữu đạo? Không phải Nưu Hữu đạo đã chết rồi sao? Lúc này, nàng mới hiểu, rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, không biết chút nào. Đương nhiên, nương vẫn hy vọng con có thể ở lại Hồ tộc, người bên ngoài ngươi lừa ta gạt, phân tranh quyền lợi không ngừng, không thể đơn giản như ở Hồ tộc ta. Tâm tư của mẹ con chúng ta đều không phức tạp, có một số việc vài người không học được nương sợ con không ứng phó được. Nói tới đây, ánh mắt của ngân cơ lại dần dần ảm đạm, trong mũi dần có máu tươi chảy ra. Ngân cơ lại dùng sức giơ tay lên, dường như muốn chạm vào con gái của mình, đã nhiều năm chưa được chạm vào, muốn được sờ một lần cuối. Nhưng mà La Phương phỉ lại lẳng lặng quỳ nhìn bà, trong mắt chỉ ngấn lệ, không có bất kỳ động tác đáp lại nào. chương 2213, giận không kềm chế được hai. Cuối cùng ngân cơ chậm rãi thóng hai tay, trong ánh mắt tới thời khắc cuối cùng vẫn là sự khát vọng và chờ mong hy vọng nữ nhi có thể gọi nàng một tiếng nương bởi vì từ lúc nữ nhi còn rất nhỏ bà ta đã rời đi khi đó nữ nhi còn chưa biết gọi mẹ sau khi sinh nữ nhi ra tới giờ bà ta còn chưa từng được nghe nữ nhi gọi một tiếng nương nào bà ta muốn nghe một lần ăn ý là đột nhiên lúc này tất cả mọi người đang nhìn thấu ngân cơ đang chờ mong cái gì tất cả mọi người đều nhìn về phía la phương phỉ la phương phỉ cũng đã nhìn ra nhưng nàng không mở miệng nổi trong lòng dường như mơ hồ có mong muốn gọi lên nhưng thật sự không mở miệng nổi chỉ có hai hàng nước mắt chảy xuôi trên mặt ngân cơ mơ hồ hiện lên sự tiếc nuối dần dần nhắm hai mắt lại trong lúc bất chợt đầu vô lực gục xuống máu tươi chảy tí tách từ trong lỗ mũi ra côn lâm thụ và ngao phong lại liếc nhìn nhau trên mặt đều có cảm giác tự trách không có đủ sức xoay chuyển cản khôn vẫn phải đối mặt với hiện thực hai người nhận thấy được yêu lực trong cơ thể ngân cơ đã hoàn toàn không khống chế được nữa có nghĩa là ngân cơ sắp hiện nguyên hình rồi hai người trầm mặc rút lui lại đồng thời giúp ngân cơ nằm xuống quả nhiên mới vừa nằm xuống trong nháy mắt liền hóa thành một con ngân hồ xinh đẹp trên lông có nhuộm vết máu tựa như đang ngủ an tường nằm yên tĩnh ở đó côn lâm thụ và ngao phong lui bước đứng ra ngoài yên lặng cúi đầu không nói gì tộc trưởng hồ tộc quỳ dưới đất đã dập đầu trên mặt đất đau đớn khóc lóc một trận hỏa phượng hoàng cũng chảy nước mắt trong thời gian này nàng và ngân cơ ở chung không tệ đã sâu sắc cảm nhận được sự thiện lương của ngân cơ Thế nhưng một người thiện lương như thế lại bị ép dẫn dắt chu toàn cho hồ tộc cùng một đám người như lang như hổ. Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng mang vẻ mặt khổ sở, dù sao đã ở chung lâu như vậy, giữa mọi người cũng có chút tình cảm. La Phương Phỉ nhìn con ngân hồ trên thạch tháp, vẫn không rên một tiếng, chỉ có nước mắt đang không ngừng yên lặng chảy xuôi. Đột nhiên tiếng bốp bốp vang lên, chỉ thấy Hắc Vân bên trái một cái tát bên phải một cái tát, hung hăng tự đánh mình không ngừng, khóc lóc tự chửi mắng mình. Là ta đáng chết là ta đáng chết, đều tại ta, đều tại ta, là ta không nghe lời nghiêu hữu đạo, là ta hại lão tộc trưởng, là ta hại lão tộc trưởng, ta đáng chết, ta đáng chết. Hồ tộc không ai cản ông ta lại, đều đang bi thống vì lão tộc trưởng đã mất đi. Cuối cùng vẫn là ngao phong thở dài, nhìn thấy ông ta đã tự đánh mình miệng mũi chảy máu, hai tay xoa mặt đi tới tự tay thi pháp ấn lên đầu vai của Hắc Vơ, ngăn ông ta tiếp tục tự hại mình. Có rất nhiều chuyện đều khó có thể dự liệu được, người nào cũng không đáng trách, muốn trách thì trách đám lão cẩu kia, bớt đau buồn đi. đang lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gieo hò, La Thu chết rồi, La Thu chết rồi. một vị trưởng lão vội vã chạy tới, trên tay còn ôm thi thể của La Thu. kết quả vừa tới nhìn tình hình ở hiện trường thì nhất thời bối rối, thi thể trên tay bị cái rơi xuống đất. trưởng lão kia trong nháy mắt gào khóc vọt lên, túm một người đang quỳ hỏi, có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì xảy ra, dường như không muốn chấp nhận hiện thực này thư trong tay la phương phỉ rơi đầy đất ngơ ngác chậm rãi đứng lên hầu như không ai chú ý tới nàng chỉ thấy nàng yên lặng đi tới cạnh thi thể của la thu kinh ngạc nhìn di thể la thu kinh ngạc nhìn vết thương trên ngực của la thu từng đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu nàng hình ảnh la thu giết toa như lai hình ảnh một chảo của chính nàng đâm vào lồng ngực của la thu còn cả ánh mắt khát vọng trước khi lâm chung của ngân cơ các hình ảnh đó không ngừng đan vào nhau hiện lên trong đầu nàng nàng chậm rãi nâng hai tay của mình lên trên tay còn để lại máu tươi của phụ thân nhìn một chút tóc của nàng đang biến sắc đang dần dần biến thành màu đen răng nhanh của nàng đang dần co lại lỗ tai đang từ từ thu lại móng vuốt bén nhọn trên hai tay cũng đang từ từ thu lại sau khi đôi tay của nàng khôi phục lại nguyên dạng sau khi cả người nàng khôi phục nguyên dạng thì chậm rãi nắm hai mắt lại ngã bịch một cái một số người ngẩng đầu nhìn lên đều cả kinh côn lâm thụ lắc mình tới nhanh chóng thi pháp kiểm tra cho nàng trong mật thất một tiếng cạch vang dội vang lên, như hữu đạo vô án, suýt chút nữa đã đánh tan cái bàn. Nhận được tin bên hồ tộc truyền tới, biết La Thu đã chết, hắn không có bất kỳ cảm giác vui sướng khi biết một thánh nữa đã ngã ngựa nào, ngược lại là sự phẫn nộ vô tận. Có chuyện gì xảy ra? Không phải ta bảo hãy chặt đứt tất cả liên hệ với ngân cơ sao? Dưới tình huống không có bất kỳ sự liên hệ nào, tại sao ngân cơ lại đối mặt với La Thu, ngân cơ đã xảy ra chuyện gì? Ai nói cho ta biết, đa phần hắn đều rất bình tĩnh, rất lý trí, cho nên rất ít khi xuất hiện tình huống thất thố như vậy, dáng vẻ tức giận không kiềm chế được khiến mấy người ở trong mật thất đều trầm mặc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nên tới đều đã tới. Nhưng ở đây không có ai biết đáp án, người duy nhất của bên hồ tộc biết chuyện là Hắc Vân thì không để ý tới gì cả, đang lâm vào sự tự trách vô tận. Mật thư là do Ngao Phong biết bên này cần nhanh chóng nắm được tình huống nên cố gắng đốc thúc hồ tộc đang chìm trong bi thương thông báo cho bên này. Lữ vô song cũng nhíu mi, chính xác, bố trí của Ngưu Hữu Đạo không thể xuất hiện tình huống này mới đúng. Dữ liệu xấu nhất trước đó là dự kiến Toa Như Lai có thể sẽ gặp chuyện không may, cũng tiên đoán được khả năng La Phương Phỉ xảy ra chuyện cũng rất nhỏ, Ngân Cơ là người khó xảy ra chuyện gì nhất, thậm chí bên này nghĩ cũng không hề nghĩ tới việc Ngân Cơ sẽ xảy ra chuyện, làm sao chuyện khó có thể xảy ra nhất lại xảy ra như thế chứ? Ngân Cơ đã chết, nhân vật lĩnh ngự toàn bộ hồ tộc nhiều năm như vậy, thậm chí là người có giao tình với phu phụ thương tụng lại bất ngờ chết đi như vậy, lữ vô song cũng cảm thấy tiếc nuối, đương nhiên cảm thấy tiếc nuối là bởi vì hiện tại nàng ta đã đứng ở lập trường bên này, nếu vẫn đứng ở lập trường của cửu thánh, chỉ sợ nàng cũng có thể là một trong những người hạ độc thủ với ngân cơ. sau khi đi qua đi lại, như hiếu đạo đột nhiên dừng bước, chỉ vào mấy người phẫn nộ, có phải là nhóm các người sơ sót không thông báo không hả? lữ vô song giờ khóc giờ cười, phát hiện vị này tức giận đến chập mạch rồi, người này sao vậy? một khi không bình tĩnh liền không có cách nào phán đoán thanh tỉnh được, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Ta nói này đạo gia, đây không phải ngươi đang nhắm mắt đoán mò sao, việc này là do ngươi tự gặp vương tôn tự nói với hắn ta, đừng có gượng ấn lên đầu bọn ta như thế, bọn ta đều giữ khuôn phép quy củ. Đương nhiên, nàng cũng có thể hiểu được vì sao Nghiêu hữu Đạo lại tức giận như vậy, bởi vì bên này không thể chu toàn đúng lúc dẫn tới toa như lai bỏ mạc, vị này đã rất tự trách, bây giờ còn xuất hiện cái chết ngoài ý muốn của Vân Cơ, đó chính là một người có thực lực nguyên anh kỳ của bên này, cứ như vậy mà hao tổn, làm sao có thể không tức giận được. Viên cương nhàn nhạt nói một câu, người cũng bớt tranh cãi đi, vân cơ không nhịn được hơi liếc mắt nhìn hắn ta, sao lại cảm giác trong giọng nói này có ý nam nhân quản thúc thê tử của mình vậy. Lữ vô song cũng quay lại nhìn, hơi bất đắc dĩ, chỉ có điều lại ngoan ngoãn nghe lời ngậm miệng lại. Chỉ có điều lời này của nàng thật ra khiến nhiều hữu đạo nhanh chóng bình tĩnh lại, phát hiện mình có phần thịnh nổ quá độ, có phần lú lẫn đầu óc đến nỗi không lịch sự, dưới thế cục hiện nay còn có rất nhiều gian nguy bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, hắn thân là người chấp trưởng mọi việc, bây giờ không phải là thời điểm không kìm chế được nỗi lòng mà ra quyết định sai lầm. chương 2214, cho người thời gian một tháng. Thấy tâm tình của hắn đã dần vững vàng, viên cương mới lên tiếng, đứng trên góc độ điều tra phân tích, cung cấp kiến giải. Đạo ra, việc này hoặc là vương tôn không nhắn ý tứ của người đúng chỗ, hoặc là do bản thân ngân cơ không làm theo lời của ngươi, giơ tay lên chỉ lên bản đồ của thánh cảnh ở trên tường. Hoang trạch tử địa có phạm vi lớn như vậy, chỗ ẩn thân bí ẩn, khả năng đám la thu vô tình gặp được cực kỳ bé nhỏ. Theo lý thuyết, chuyện lớn như vậy, vương tôn không thể nào không truyền đạt đúng chỗ được, như vậy chỉ còn một khả năng, khả năng chính là ngân cơ không nghe lời của ngươi để làm việc. Việc này sau hãy liên hệ với bên kia hỏi một chút thì sẽ biết rõ thôi. Trong lòng ngực nghẹn một hơi, như hữu đạo trầm mặc, tỉnh táo ngẫm lại, phân tích của viên cương có đạo lý, sau đó mặt cứng đờ nói. Hỏi bên đó một chút, ngoài ra bảo bên kia báo cáo cặn kẽ chuyện đã xảy ra như thế nào. Được, viên cương gật đầu, lại hỏi. Thỉnh cầu của bên hồ tộc, chuyện của La Phương phỉ làm sao giờ? Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo nhìn thư ở trên bàn, trong thư truyền tới báo chuyện La Phương phỉ biến thân, việc này quá mức ngoài dự liệu của bên này, thì thầm một tiếng. La Phương phỉ vậy mà lại yêu hóa, lữ vô song, dù sao nàng cũng là nữ nhi của ngân cơ, trong cơ thể có một bộ phận là huyết thống của hồ tộc, chắc là huyết thống hồ tộc trong cơ thể khi chịu kích thích cực lớn nên đã thức tỉnh, bằng không làm sao có thể đột nhiên bị yêu hóa được. Chỉ là không ngờ tới sau khi thức tỉnh, La Phương Phỉ lại có thực lực mạnh như vậy, lại trực tiếp tiến cấp tới mức có thể giao thủ với Lam Đạo Lâm. Đã có thực lực mạnh như vậy, hỗ trợ chữa trị tốt cho nàng, có thể trợ lực lớn cho chúng ta. Như Hữu Đạo hơi gật đầu, đây cũng là việc mà hắn xem trọng, chuyện này chỉ sợ là bất ngờ thu hoạch được từ trong bất hạnh nếu không có lần bất hạnh này thì ai cũng sẽ không ngờ được trong cơ thể của la phương phỉ còn ẩn giấu tiềm lực thần kỳ như vậy nhưng trong thư mà hồ tộc gửi tới lại báo một tình huống bất hạnh dường như la phương phỉ đã chìm vào giấc ngủ làm thế nào cũng không thể tỉnh lại được bên hồ tộc đã nghĩ hết biện pháp mấy người côn lâm thụ cũng đã dùng tu vi cường đại để hỗ trợ nhưng la phương phỉ vẫn không có cách nào tỉnh lại được việc này khá là quái dị la phương phỉ bị thương nhẹ nhưng tuyệt đối không đến mức không thể tỉnh lại được cũng không biết có phải nguyên nhân bởi vì sau khi biến thân sinh ra cái gì hay không. Hồ tộc thỉnh cầu bên này, hy vọng bên này có thể giúp một tay, dù sao hồ tộc bị phong bế ngăn cách với bên ngoài, người có thể tín nhiệm nhờ giúp đỡ được cũng chỉ có bên này, bản thân hồ tộc cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể xin bên này giúp đỡ mà thôi. Ánh mắt của mọi người nhìn vào hắn, chỉ thấy chắp tay đi tới đi lui, rõ ràng đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Người quen biết hắn đều biết mỗi khi hắn có dáng vẻ này rất có thể lại chuẩn bị đưa ra quyết định trọng đại gì đó sau đó đều giữ vững sự an tĩnh không quấy dày hắn một hồi lâu sau nghiêu hữu đạo dừng bước trước mặt lữ vô song than thở cửa ra vào bên thánh cảnh tuyến đường bên vương tôn có thể phải chặt đứt tạm thời có thể phải dùng người của ngươi rồi lữ vô song hiểu chuyện này không liên quan gì tới sự sống chết của toa như lai mấu chốt là trước đây toa như lai không dám làm hành động quá lớn khống chế việc thu mua lòng người trong đại la thánh địa Bên cửa ra vào thánh cảnh, người của Đại La Thánh địa chắc là sẽ bị thanh tẩy, cũng có nghĩa là liên hệ giữa bên này và thánh cảnh sẽ bị cắt đứt. Lữ Vô Song nói, người ta sắp xếp bên ô thường có thể bắt đầu dùng được rồi, chỉ sợ không quá ổn định thôi, một khi ô thường muốn điều chỉnh người ở cửa ra vào thánh cảnh thì sợ là cũng sẽ bị chặt đứt. Nói ra là chuyện thực tế, dù sao nàng cũng không còn là thân phận trước kia nữa, không tiện tiếp tục làm gì. Ngưu Hữu Đạo, không liên quan, trước tiên dùng tạm đã. Bên ta đã nắm giữ nhược điểm của một số người trong phiêu miểu các, đợi ta sàng lọc xong là có thể tiếp tục. Sau khi bắt đầu dùng người của ngươi thì bảo hắn liên hệ trực tiếp với Vương Tôn. Lữ Vô Song gật đầu tỏ ra là đã hiểu, việc liên hệ trực tiếp với bên Hồ tộc vẫn đặt vào tay Vương Tôn thì có thể tin tưởng hơn chút. Vấn đề là bên La Phương Phỉ làm sao bây giờ, tìm người chữa trị, bây giờ tình huống cửa ra vào thánh cảnh như vậy, nếu không có bọn Ô Thường dẫn đường, người ngoài muốn vào trong đó cơ bản là không thể nào. như Hữu Đạo luận việc chữa bệnh cứu người, sợ rằng không ai thích hợp hơn so với quỷ y. Lữ vô song nhíu mày, sợ rằng quỷ y cũng không có biện pháp vô duyên vô cớ xông vào đó. Nghiêu hữu đạo, việc này để ta giải quyết, ta đang muốn đích thân đi tới dược cốc. Người tới dược cốc ư, lữ vô song kinh ngạc, mọi người đều không hiểu lắm. Nghiêu hữu đạo than thở, chuyện thánh la sát sợ là tâm bệnh của ô thường rồi. Bây giờ lại xuất hiện một người có thể giao phong chính diện với Lam Đạo Lâm là La Phương Phỉ nữa, chỉ sợ sẽ càng làm ô thường bất an, lấy chuyện Mao Lư Sơn Trang làm mồi, lúc nào cũng có thể phá cuộc, nhất định phải ổn định ô thường. Cuộc quyết chiến cuối cùng còn chưa hoàn toàn chắc chắn thì không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không chẳng những phải trả giá quá lớn mà còn dẫn tới kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên phải ổn định ô thường. Mọi người càng cảm thấy khó hiểu hơn, việc ổn định ô thường có liên quan gì tới quỷ y, mà hắn còn phải đích thân tới dược cốc. Lữ vô song hỏi, có ý gì, nhưng Nhiêu Hữu đạo lại khoát tay áo, chuyện này tạm thời không muốn nhiều lời chuyện cho tới bây giờ không phải là không tín nhiệm mọi người mà là kế hoạch của hắn sẽ tạo thành khủng hoảng cho mọi người không cần thiết cũng không muốn phí miệng lưỡi sau này các ngươi sẽ biết chuyện la thu chết có thể tung tin đồn ra rồi dường như hắn đã quyết định mọi người cũng không tiện nói thêm cái gì tin rằng trong lòng hắn đã có tính toán sau đó mọi người vội vàng rời đi khí vân tông lam đạo lâm và đốc vô hư vội vã tới một chuyến gặp mặt ô thường nói chuyện một lúc lâu sau đó lại rời đi sau khi nhìn theo hai người phá không rời đi ô thường hiếm thấy nhíu mày thì thầm một tiếng la phương phỉ hắc thạch ở một bên tấm tắc nói xem ra là tác dụng của huyết mạch hồ tộc thật không ngờ huyết mạch của la phương phỉ sau khi thức tỉnh lại có thực lực trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh như thế ô thường trầm ngâm một thánh la sát bây giờ lại lòi ra một la phương phỉ hắc thạch bỗng nhiên ý thức được sự lo lắng của y đối thủ đã có thế lực ngang với bên này rồi ô thường chợt quay đầu lại hỏi đối với Mao Lư Sơn Trang, bên người đã chuẩn bị thế nào rồi? Hắc Thạch đều đã dựa theo thánh tôn phân phó để sắp xếp, đã điều hết các cao thủ am hiểu phá dịch của phiêu miều các, kế tiếp còn có thể âm thầm điều hành ra phá dịch từ các quốc gia tới. Chỉ có điều, chặn việc phục chế mật thư của bên kia dễ, nhưng nếu không lấy được hàng mẫu văn dịch thì sợ rằng việc phá dịch sẽ hơi khó, chỉ sợ sẽ cần rất nhiều thời gian. Sở dĩ lo lắng tới thời gian là vì đã nhìn ra tình huống của Thánh La Sát còn chưa biết rõ đã lại xuất hiện một La Phương Phỉ, Bên này sợ là không nhịn được nữa rồi. Ô thường có thể hiểu được, thu thập một đống mật thư, phân tích, phá dịch chắc chắn là vô cùng chắc trở, nhưng nếu có thể có được một phần mật thư dịch chế ra văn bản thì sẽ có được một bộ phận nội dung, cao thủ phá dịch có thể nhanh chóng giải được tất cả mật thư, nhưng người tiếp nhận loại mật thư này chắc chắn sẽ không dễ tiết lộ bí mật văn dịch, rất có thể sau khi xem thư liền hủy đi, dưới tình huống không đánh rắn động cỏ, lại không dám dễ dàng động tới phương diện có liên quan chương 2215, đích thân vào dược cốc 1. Sau khi hơi suy tư, ô thường hờ hững nói, tiếp tục thử nghiệm, cho người thời gian một tháng, một tháng sau, nếu không có kết quả thì không cần kéo dài nữa, chỉ có thể liên thủ với Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, trước tiên diệt trừ một bộ phận đã. Y không muốn vội vã động thủ, còn muốn lợi dụng lực lượng ẩn mình của Mao Lư Sơn Trang để diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, sau đó Y sẽ một mẻ bắt hết bên Mao Lư Sơn Trang ít nhất cũng phải chờ đến khi biết rõ tung tích của đám tu sĩ Nguyên Anh mới tốt, nếu để chạy mất, muốn bắt lại sẽ rất khó. Nhưng tình huống hiện tại xem ra lại có thêm một la phương phỉ, nếu còn kéo dài nữa thì sẽ có chút mạo hiểm, tốt nhất là nên tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên, y vẫn muốn cho người phá dịch chút thời gian, ít nhất cứ thử xem, nếu có thể trong một thời gian ngắn biết rõ tung tích của đám tu sĩ Nguyên Anh này thì sẽ càng thêm tốt hơn. Vâng, Hắc Thạch đáp lời, lại nhắc nhở, Thánh Tôn, đối phương có tâm tác loạn, cái chết của La Thu sợ là không giấu được, chỉ sợ lòng người trong thiên hạ. Ô thường hiểu ý của gã, cửu thánh liên tiếp bị tiêu diệt, lần gần nhất, trong khoảng thời gian ngắn người này tiếp theo người kia, cửu thánh chỉ còn lại ba người, người trong thiên hạ sẽ cảm thấy thế nào. Người trong thiên hạ không rõ chuyện trong đây, không biết ngoại trừ nguyên sắc và lữ vô song ra, còn những người khác đều là bị người trong nội bộ cửu thánh thuận thế giết chết, chỉ biết từ đây đại thế của cửu thánh đã qua rồi. Có nghĩa là tu sĩ trong thiên hạ sẽ càng không dám dễ dàng chọn đội cũng có nghĩa là bên này rất khó để thế lực khắp nơi thật tâm nghe lệch nhưng lại không thể cưỡng ép được chỉ ít trước mắt thiên hạ vẫn là thiên hạ của các thánh chưa đến mức tự đập bát cơm của chính mình ép thế lực trong thiên hạ đứng ở mặt đối lập của mình bây này không có cách nào giết sạch toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ giết một vài người dẫn đầu cũng vô dụng một khi ép toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ trốn đi đối kháng mới chính thức là lúc thiên hạ đại loạn hơn nữa hậu hỏa vô cùng đếm không xuể tu sĩ đang âm thầm phá hoại bên này căn bản là không có cách nào quét sạch trong thời gian ngắn, thiên hạ sẽ nằm trong trạng thái mất khống chế lâu dài. Ô thường hừ lạnh một tiếng, lòng người, chỉ cần trừ hết đám quấy phá phía sau màn, đám cỏ mọc đầu tường đó không đáng lo. Vâng, hắc thạch hơi không người tán thành, đợi sau khi hắc thạch rời đi, ô thường chợt ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại, chậm rãi nói thầm một câu. A à tỷ, la thù đã chết rồi ư, trong thư phòng, thiệu bình ba nghẹn lời không nói, thiệu tam tỉnh, vâng, hẳn là không sai được, đệ tử của khí vân tông nói người trong đại la thánh địa trong phiêu miểu các đã chạy trốn không ít rồi. Thật đúng là liên tục ra sát chiêu, dáng vẻ của thiệu bình ba cực kỳ cảm khái, một sấp tình báo trong tay đặt lại lên bàn, chỉ chỉ. Chỉ mong bên giả vô quần có thể đẩy nhanh tốc độ, tiếp tục kéo dài nữa thì cục diện sợ là sẽ xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn. Thiệu tam tỉnh nghi hoặc, chẳng lẽ đại công tử đã nhìn ra cái gì? Ngón tay của thiệu bình ba gõ lên tình báo trên bàn một cái. Căn cứ vào các loại dấu hiệu, người của phiêu miểu các đang chú tâm vào chiến sự của Tấn Quốc. Thiệu Tam Tỉnh khó hiểu, có vấn đề gì không? Thiệu Bình Ba, mấy thánh không dám động đến các thế lực trong giới tu hành, thêm nữa lại bảo đảm không ngừng cung cấp bình thường cho giới tu hành. Ta còn buồn bực bọn họ khống chế khí vân tông, vạn thú môn, linh tông và thiên hành tông có thể có được lợi ích gì? Hiện tại ta đã hiểu, khống chế vạn thú môn, linh tông và thiên hành tông đều là ngụy trang, mục đích thực sự là tấn quốc binh cường mã tráng kia thiệu tam tỉnh không nhịn được gãi gãi hay gò má hiển nhiên vẫn không hiểu thiệu bình ba liếc mắt lòng người giao động không phá đi thì không xây được mượn tay của tu sĩ tự giết lẫn nhau tiêu hào đa phần số lượng tu sĩ trong thiên hạ mượn quân tiên phong của tấn quốc tảo bình thiên hạ một lần nữa phân chia sở hữu quyền lợi riêng trùng kiến trật tự của thiên hạ khống chế được khí vân tông coi như đã khống chế được tấn quốc thiệu tam tỉnh bừng tỉnh hít một hơi khí lạnh khống chế được tấn quốc tảo bình thiên hạ coi như đã khống chế được thiên hạ rồi thiệu bình ba chậm rãi gật đầu thiệu tam tỉnh vội hỏi có cần thông báo cho bên giả vô quần không mà thiệu bình ba có thần sắc tự diếu chuyện này có thể giấu được ánh mắt của hắn sao trường đăng tư của tống quốc không phải người mù không đến nỗi ngay cả chút dị động đó cũng không phát hiện ra được giả vô quần thấm nhuần đạo này bằng vào đầu óc của hắn còn cần nhóm chúng ta thông báo sao trong vạn thú môn xác thực sau khi loạn một trận đã bình an xuống không có cách nào La Thu tỏa chấn nơi này dẫn theo một đám người của phiêu miểu các khống chế vạn thú môn, bây giờ La Thu vừa chết, người dưới quyền của Đại La Thánh Địa ở bên ngoài đã chạy thoát thân. Những người khác của phiêu miểu các không phải thứ trang trí, thế nhưng nhân thủ hữu hạn, ra lệnh cưỡng chế người của vạn thú môn hiệp trợ truy tìm. Mấy trưởng lão cùng nhau chạy đi truy tìm người bỏ trốn trở về, trần trừ ở đại điện nghị sự, Tây Hải đường lập tức vào tới, thấp giọng hỏi. Thế nào, một trưởng lão thấp giọng hồi báo, trên cơ bản đều chạy hết rồi, bên phiêu miểu các giường như đã bắt được hai người nói trắng ra là bên này căn bản không tận lực tuy có đuổi theo nhưng cũng không cố gắng truy đuổi tòa kỵ phi cầm của bên vạn thú môn dù sao cũng không phải là để trang trí thế nhưng trước khi xuất phát liền được trưởng môn bày mưu đặt kế tây hải đường khẽ gật đầu thể hiện trong lòng đã hiểu cũng không nhịn được buông tiếng thở dài chẳng còn cách nào bên kia cũng không thể động vào chư vị trưởng lão đều thổn thức ai cũng không nói gì người mù cũng có thể nhìn ra thế lực của mấy thánh đã chết bị chạy thoát nhất định là sẽ cùng âm thầm ra tay liên kết lại. Nếu đắc tội với những người đó, sau này nhớ những người đó có được thiên hạ thì vạn thú môn liền gặp phải xui xẻo. Dùng ngộ nhớ để hình dung e rằng còn không thỏa đáng, cửu thánh liên tiếp bị hạ sát 6 người rồi, chiếu theo tốc độ này, ba người còn lại có thể chống cự được bao lâu sợ rằng còn là một vấn đề. Đã tới cục diện này rồi còn đắc tội với người đang âm thầm đối kháng với cửu thánh không phải là tìm chết sao. Nhưng phiêu miểu các lên tiếng, Mọi người vẫn phải giả bộ nghe lời, tối đa là suốt công không suốt lực. Không còn cách nào, thiên hạ này dù sao vẫn là thiên hạ trong tay cửu thánh, ai cũng không dám công nhiên đứng ra làm chim đầu đàn, ngoài mặt vẫn khá nghe lời. Chỉ có điều có một trưởng lão vẫn bày tỏ sự lo lắng, chỉ sợ nhớ có một ngày nào đó, nhớ phiêu miêu các có thể đòi lại nợ nần không. Tây Hải Đường thấp giọng nói, ngươi cho rằng chúng ta cứ để như thế hay sao? Trừ khi có thể có bằng chứng, nếu không rất khó có thể làm gì được. Làm vua cũng phải thua thằng liều, trong lòng người của thiên hạ biết rõ hơn chúng ta nhiều. Hơn nữa, phải đợi họ giữ được thiên hạ này rồi mới bàn. Mọi người đều khẽ gật đầu, mắt thấy một đám trưởng lão của vạn thú môn đi ra từ trong đại điện nghị sự. Ở phía xa, những người của phiêu miều các phụ trách chú ở đây lạnh nhạt quan sát, âm thầm cắn chặt răng. Một đám cưới tỏa kỵ phi cầm, thậm chí ngay cả một người bỏ trốn cũng không đuổi kịp, coi bọn họ là kẻ ngu sao. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra đám hỗn trướng này đang cố ý làm vậy nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể phẫn nộ, không dám làm gì, tình thế không bằng người, nếu thật sự vạch mặt ra động thủ thì những người ở bên này còn chưa phải là đối thủ của Vạn Thú môn người đông thế mạnh, còn không biết người nào thu thập người nào. Chương 2216, đích thân vào dược cốc 2. Nếu thật sự ép những người này làm phản, nhiều người chạy được như vậy sẽ làm loạn, trước mắt Phiêu Miểu các thật sự là không làm gì được. Nếu làm lớn chuyện làm ảnh hưởng tới ý đồ ổn định cục diện của bên trên, gã cũng không có cách nào khai báo với cấp trên nghĩ tới lúc trước phiêu miểu các hoành hành thiên hạ có uy phong bậc nào mấy người tùy tiện tới cũng có thể làm cho một môn phái lớn như vậy phải nơm nớp lo sợ quy củ dễ bảo không ngờ bây giờ lại luân lạc tới mức im hơi lặng tiếng như thế này không có cách nào hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống nảy sinh kế hoạch tính sổ ác độc trong tương lai trong đại điện nghị sự một mình ở trong đó tây hải đường rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm la thu chết cũng không có khả năng trở lại nữa Rốt cục gã cũng có thể thả lỏng, bằng không sẽ vô cùng bị dày vò. Hiện tại gã không sợ nữa, cho dù bị người của Phiêu Miểu các phát hiện ra cái gì, bằng thực lực của gã, chạy trốn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu La Thu ở đây, muốn chạy chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chạy thoát. La Thu chết, tin tức vừa xuất hiện đã mang cho thiên hạ sự chấn động không hề nhỏ. Từng người từng người trong cửu thánh chết đi, tin tức truyền ra mang tới ảnh hưởng tới các thế lực khắp nơi, mang tính áp đảo không ít người cho rằng lần này cửu thánh thật sự xong đời rồi. Bây giờ ngay cả thế tục dân gian đều dối rít bàn tán chuyện này, bởi vậy có thể thấy được sức uy hiếp của phiêu miểu các đã mất đi, lực uy hiếp toàn diện cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Hồ đồ, đây là chuyện ngươi có thể nói sao? Nhà hoàn đang díu rít bàn luận chuyện nghe được bên ngoài có liên quan tới việc La Thu chết đi, Phượng Nhược Nam nghe được đột nhiên nghĩ tới thân phận của mình cùng việc này khả năng sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng, lúc này mới vỗ tay vịn của cái ghế một cái, nhà hoàn ngầm thẻ lưỡi, mau chóng ngậm miệng. Ngồi ở một bên, thương thuộc thanh hơi nở nụ cười nói một câu. Tàu tử, người trong thiên hạ đều đang bàn luận, không sao đâu. Phượng Nhược Nam suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ ngay cả tiểu dân ở đầu đường cuối ngõ cũng đang nghị luận sôi nổi, mấy thánh còn có thể giết sạch người trong thiên hạ sao? Không khỏi thì thầm một tiếng, xem ra phiêu miểu các đích thực là đã mất đi sức ràng buộc với thiên hạ này rồi. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói như vậy, nha hoàn lại lập tức díu giết tiếp lời. Thương Thục Thanh lại nhìn về phía ngoài cửa, nhìn vị trí biệt viện mau lư, thần sắc mê man, nói thầm trong lòng là do bàn tay của hắn sao. Nếu là trước đây, nếu liên tiếp có chuyện lớn như vậy xảy ra, nàng chắc chắn sẽ không thể liên tưởng được. Nhưng sau khi biết Nghiêu Hữu Đạo còn sống, thêm nữa thời gian này nàng và Ngân Nhi lại lần lượt bị người ta sắp xếp đi. Sau đó liền có đại sự xảy ra, về sau nữa, nguyên sắc liền xảy ra chuyện. Nàng cũng không ngốc, ngược lại, nàng rất thông tuệ lập tức ý thức được nguyên sắc gặp chuyện không may không thoát khỏi liên quan tới nghiêu hữu đạo cửu thánh liên tiếp gặp chuyện không may người chết người biến mất mất tích thực sự làm cho nàng hết hồn đại khái đã hiểu nghiêu hữu đạo ẩn mình như vậy là đang làm gì trong lòng vừa lo lắng vừa kiêu ngạo thiên hạ này ngoại trừ đạo ra thì ai dám làm vậy nữa mà từ lần trước sau khi gặp nghiêu hữu đạo hai người cũng chưa từng gặp mặt lần nữa biết chuyện quan trọng nàng cũng không dám tùy hứng không dám chủ động đi tìm từ nhỏ đến lớn nàng luôn không cho là mình có tư cách bốc đồng. Thỉnh thoảng cũng gặp vài lần, chỉ có điều chỉ là từ xa nhìn Ngưu Hữu Đạo lấy thân phận là Vương Tiếu đi cùng Vân Cơ, sợ gặp phải chuyện gì nên không dám lên trước nói chuyện gì. Sau khi nói mấy câu vớ vẩn, Phượng Nhược Nam nhìn thấy Thương Thục Thanh đang thất thần, đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Thục Thanh thất thần như vậy, bây giờ lại gặp được không khỏi thở dài một tiếng. Cả đời không lấy chồng, ngay cả nam nhân có tư vị gì cũng không biết, nếu cứ vậy làm gái lỡ thì sống quãng đời còn lại thì như thế nào? Nghe thấy câu nói tỉnh thần, thương thục thanh nhìn về phía Phượng Nhược Nam, không biết tẩu tử có ý gì. Cảm thán, chỉ có điều lại biết tẩu tử đang càng ngày càng có phong phạm vương phi, hiện nay ra thịt non mớn cũng đẫy đà hơn nhiều, so với trước đây đã tăng thêm vài phần hương vị nữ nhân, cũng không giống nữ tướng quân sách thương lên ngựa trước kia nữa. Phượng Nhược Nam lại đang nhìn Ngân Nhi đang ngồi ở ngưỡng cửa ăn đồ ăn, buồn bực thương thục thanh xong lại bắt đầu buồn giàu vì Ngân Nhi, nhà đầu ngốc ngân nhi này không phải là có bệnh gì đấy chứ mỗi ngày đều ăn không ngừng kỳ lạ dọa người ta không phải trên nàng thích đoạt đồ ăn của dân nhi chỉ có điều con người nhỏ bé này sẽ không ăn tới mức gặp chuyện không may đấy chứ dân nhi ý là chỉ con trai thương triệu dân của nàng tên này là do nghiêu hữu đạo đặt cho nghe được câu xưng hô nhà đầu ngốc trong miệng đang nhai đồ ăn vặt ngân nhi bỗng nhiên quay đầu dáng vẻ rất không vui vẻ trực tiếp tặng phượng nhược nam hai chữ xấu xa phượng nhược nam không nói ngân nhi không được vô lễ không khỏi cảm thấy tức cười thương thục thanh lên tiếng giáo huấn một câu sau đó nói với phượng nhược nam tẩu tử không cần lo lắng hồng nương thường xuyên thi pháp kiểm tra cho nàng ấy mà không có chuyện gì đâu phượng nhược nam thổn thức lắc đầu thật có thể ăn như vậy sao được rồi nói đến hồng nương đã lâu chưa gặp được nàng ấy rồi thương thục thanh ta cũng không biết nói là đi ra ngoài làm việc rồi bên này lúc mấy nàng ấy đang nói chuyện biệt viện mao lựa ở bên cạnh mọi người tạm thời đặt chân trong mật thất dưới lòng đất như hữu đạo và vân cơ cũng đang thu thập hành trang chuẩn bị xuất phát chỉ có thể là chỗ đặt chân tạm thời vương phủ và biệt viện mao lư sau lần bị hủy trước bây giờ còn chưa xây dựng lại xong trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nhanh chóng xong được viên cương và lữ vô Song không biết lần này như hữu đạo đi tới dược cốc là muốn làm gì chỉ có điều đều xuất hiện hộ tống đợi nghiêu hữu đạo giao phó xong một vài chuyện viên cương hỏi đạo gia toa huyễn lệ kia chẳng lẽ ngươi không muốn gặp một lần ư trong thư mà vương tôn gửi tới có nhắc tới nàng ấy đã nhiều lần khẩn cầu chúng ta chăm sóc tốt cho nàng gia cát chỉ đã đưa toa huyễn lệ an toàn tới tạm thời sắp xếp sống ở bên ngoài thành lữ vô song vương tôn này có thể coi trọng nữ nhi của toa như lai như vậy coi như là không phụ ân đãi của toa như lai nàng còn chưa biết thật ra vương tôn là cậu của toa huyễn lệ đừng nói là nàng ngay cả bản thân toa huyễn lệ cũng không biết mình còn có một người cậu nghiêu hữu đạo trầm mặc một hồi cuối cùng hơi lắc đầu nói nàng cũng không biết ta còn sống vẫn là không gặp thì tốt hơn người sắp xếp cho người đưa nàng đến bí địa đi chuyện toa như lai bị ngộ hại trước tiên tạm thời đừng nói cho nàng ấy biết chờ sau này ta sẽ tự mình nói cho nàng ấy biết hãy nói toa như lai có việc không tiện lộ diện viên cương gật đầu được đã biết nghiêu hữu đạo không cần phải nhiều lời nữa gật đầu với vân cơ lúc này vân cơ mới mang hắn chui xuống đất sâu trong đại hải sóng lớn phập phồng, hỏa sơn đảo biệt lập. Trong dược cốc bốn mùa thường xuân, quỷ y tới lui, tay áo bảo rộng phất qua đi vào dược lư, kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy một tạp dịch của dược cốc đang lật tìm gì đó trong một đống chai chai lọ lọ. Quỷ y vừa nhìn đã thấy nổi giận, những thứ bên trong dược lư há có thể là chỗ ai cũng có thể lật tung được, lúc này mới chất vấn. Người đang làm cái gì vậy? Tạp dịch quay đầu, nở nụ cười. Tiên sinh đã tới, quỷ y ngẩn ra, người bên trong dược cốc ông ta đều biết hết, trước mắt rõ ràng là một người xa lạ, lúc này mới trầm giọng hỏi. Ngươi là người nào, chương 2217, cớ sao mà không làm? Một, thấy ông ta cảnh giác, có hướng muốn báo động, tạp dịch hoảng sợ làm rơi cái bình trong tay. Ta đến xem, xem có thể tìm được mắt của Nguyên Phi hay không, nếu chuyện này làm kinh động đến những người khác thì sẽ không hay đâu, ngươi nói xem. Hất cằm lên một chút, ý bảo đối phương suy nghĩ. Tên tạp dịch này không phải ai khác, chính là Nghiêu Hữu Đạo có nội ứng là quách man hắn rõ tình hình trong dược cốc như trong lòng bàn tay biết phòng ngự trong dược cốc không quá nghiêm ngặt cũng không cần phòng ngự quá nghiêm có mấy thánh nhân ở đây không ai dám đến đây gây chuyện quách man chỉ là cung cấp một bộ siêm y của tạp dịch dược cốc lại chỉ điểm nên đi vào giờ nào đi bằng con đường nào nhiều hữu đạo cứ như vậy nghênh ngang đi thẳng vào đương nhiên nếu tình huống phức tạp thì hắn đương nhiên sẽ áp dụng phương thức khác để gặp đối phương có đầy đủ đồ đạc đương nhiên là sẽ thuận tiện hơn nghe vậy hai gò má của quỷ y co lại nguyên sắc đã chết rồi chuyện của nguyên phi tại sao còn chưa bỏ qua được ông ta tự tay đóng cửa đi tới trước mặt nghiêu hữu đạo cắn răng nói ngươi là ai nghiêu hữu đạo lam minh bảo ta tới giọng quỷ y cam hận nói chuyện nên làm ta đã làm giúp các ngươi rồi nguyên sắc và la thu đều đã chết chuyện của nguyên phi tam thánh cũng sẽ không coi ra gì ngươi đừng mơ có thể lấy chuyện này để áp chế ta lão phu thầm muốn đàng hoàng ở đây an hưởng nốt quãng đời còn lại không muốn lại bị cuốn vào thị phi của các ngươi nữa, nếu như ngươi bức bách không dừng, đừng trách ta mật báo với Tam Thánh. Nghiêu hữu đảo, mật báo, để cho bọn họ bắt Lam Minh sao, có thể bắt được thì còn cần ngươi mật báo sao, quỷ y, nói chung, Lão Phu sẽ không tiếp tục để các người ức hiếp nữa. Lập tức rời đi, ta sẽ coi như không nhìn thấy bất kỳ chuyện gì, bằng không đừng trách ta gọi người của Tam Thánh đang ở bên ngoài tới, đến lúc đó ta cùng lắm thì trốn sang bên Tam Thánh, không sợ người của ngươi trả thù nữa. Ngưu Hữu Đạo thong dong khẽ cười, chậm rãi để cái chai trong tay lên bàn. Ngươi muốn gọi thì cứ gọi đi, chuyện của Nguyên Phi thì nhầm nhò gì, nếu ngươi hy vọng Tam Thánh biết chuyện đệ tử vô tâm của ngươi tham gia vào chuyện lấy trộm vô lượng quả, cho dù ngươi gọi vào đây cũng được, ta không có ý kiến gì đâu. Lấy trộm vô lượng quả, quỷ y ngẩn ra, chợt nở nụ cười, suýt chút nữa đã cười ha ha thành tiếng, không nhịn được lắc đầu cảm khái nói. Mấy người các ngươi vì đạt được mục đích thật đúng là không từ thủ đoạn nào, ngay cả mấy trò vặt vãnh này cũng lấy ra, thật sự coi thầy trò chúng ta là kẻ ngu si không để ý đến chuyện bên ngoài sao. Nghiêu hữu đạo mỉm cười, nói vậy là thế nào, nét mặt của quỷ y lại nhanh chóng hiện ra vài phần tức giận. Theo ta được biết, cây vô lượng quả trước khi bị hủy đã nở hoa rồi. Vô lượng quả 30 năm hoa nở, 30 năm kết quả, 30 năm quả chín. Nói cách khác, vô lượng quả ít nhất đã bị trộm từ 30 năm trước rồi. 30 năm trước, đệ tử vô tâm của ta mới bao lớn hắn chỉ là một tiểu hài tử lớn lên trong thế tục tham gia vào việc lấy trộm vô lượng quả ư người coi tam thánh là kẻ ngu hay là thấy lão phu dễ bị hù dọa nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu với đối phương tốt có năng lực ứng biến thế này là tốt rồi bằng không thật sự sợ rằng ngươi không thể làm tốt chuyện này được hắc ly ai nói cho ngươi biết vô lượng quả nhất định cần phải 30 năm mới nở hoa quỷ y dứt khoát nói người trong thiên hạ đều biết nghiêu hữu đạo đừng nóng nảy như thế Ta sẽ nói cho người biết một vài chuyện không phải mọi người trong thiên hạ đều biết. Không sai, dưới tình huống bình thường, quá trình sinh trưởng của vô lượng quả thật sự như ngươi nói, nhưng ngươi cũng biết chu kỳ của vô lượng quả vì sao phải dài tới 30 năm, vì sao phải 30 năm mới có thể kết quả, vì sao phải 30 năm nữa quả mới có thể chín không? Quỷ Y ngẩn ra, bị hỏi tới tấp, chỉ có điều hơi cân nhắc chút mới chần chừ nói. Thiết nghĩ vô lượng quả cũng là vật phi phàm, là do linh khí trong thiên địa dựng dục mà thành tất phải hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí mới có thể trưởng thành được, nói vậy nên mới chậm lớn như thế. như hiểu đạo lại bị lão nhân này làm cho kinh diễm một trận, chuyện trước đó làm hắn mơ hồ không rõ lại bị lão nhân này trong nháy mắt đã đoán ra được 8, 9 phần 10, lúc này mới vỗ tay khen ngợi. Tiên sinh không hổ là một đời danh y, lý do có thể chữa bệnh cho người, sinh lý của con người dường như là đạo lý tuần hoàn của thiên địa này, nói một hiểu người, tiên sinh thông hiểu đạo chữa bệnh, có thể nói ra đạo lý này cũng không có gì lạ. Tiện đà chắp tay nói, không sai, chính là nguyên nhân này. Nói vậy tiên sinh cũng biết vô lượng quả bao nhiêu năm chưa từng hái xuống, chắc tiên sinh cũng biết bên trong thân cây vô lượng quả đã hấp thu bao nhiêu linh khí thiên địa chờ phát ra. Cũng không chỉ 30 năm đâu, đã chừng 200 năm rồi đó. Quỷ y dường như hiểu ra chút gì đó, có phần nghi ngờ nhưng lại kinh thường hừ lạnh nói. Liên quan gì tới đệ tử của lão phu đâu, như hữu đạo cười ha hả nói không biết tiên sinh có nghe nói tới việc nghiêu hữu đạo đốc cha vô lượng viên không? Quỷ y bị hỏi mà không hiểu sao cả, có liên quan gì tới đệ tử của lão phu đâu? Nghiêu hữu đạo hỏi lại, tiên sinh có nghe nói tới việc nghiêu hữu đạo đốc cha vô lượng viên, sau đó bị đâm không? Vẫn cảm thấy không hiểu được, quỷ y phất tay áo. Có liên quan gì tới đệ tử của lão phu đâu? Nghiêu hữu đạo cười hì hì, nói, tiên sinh cũng biết vô lượng quả chính là bị nghiêu hữu đạo trộm đi, sau đó vì thoát thân mà lựa chọn phương pháp kim thiền thoát xác thay mận đổi đào, lấy việc giả chết để thoát thân. Lại là cái quỷ gì đây, quỷ y nổi giận, có liên quan gì tới đệ tử của lão phu đâu, như hữu đạo cười ha hả tiên sinh thật sự không biết hay là giả bộ hồ đồ. Việc thay mận đổi đào giả chết của Ngưu Hữu Đạo là do một tay đệ tử vô tâm của ngươi làm cho người ta thay hình đổi dạng, người nói không có liên quan gì tới các ngươi ư. Cho dù ta tin, những người khác sẽ tin sao? Người cảm thấy Tam Thánh sẽ tin sao? Trong lòng quỷ y run lên, trong nháy mắt có phần mơ hồ, cuối cùng tay bấm trỏm dâu, lúng ta lúng túng nói một câu không có sức đối kháng nào. Nói bậy, nghiêu hữu đạo, bớt giả vờ hồ đồ với ta đi, nếu tiên sinh không muốn hỗ trợ, tung tích của vô lượng quả, thầy cho các người tự mình chậm rãi giải, giải, thích với tam thánh đi. Dứt lời liền lượn ra bên kia bàn dài, nhanh chóng đi. Trong lòng quỷ y run một cái, suýt chút nữa đã bấm nứt dâu của mình, đột nhiên hô một tiếng. Chậm đã, nghiêu hữu đạo dừng bước, xoay người đối mặt, không biết tiên sinh còn có gì chỉ giáo. Quỷ y dường như đang cắn chặt hàm răng, hai mắt như sắp phun hỏa, gần từng chữ. Các người muốn ta làm gì? Ngưu Hữu đạo nở nụ cười. Chị bệnh cứu người, quỷ y ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Là việc này, cứu ai? Ngưu Hữu đạo, đương nhiên, còn phải làm thêm chút chuyện khác, e rằng nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế không hề nguy hiểm, khá là an toàn. Về sau không ai dám động tới ngươi, ta cam đoan sau khi tam thánh biết cũng sẽ làm bộ không biết, Chẳng những tam thánh sẽ không động tới nhóm các ngươi mà còn có thể nghĩ biện pháp giúp thầy cho các ngươi che giấu nữa, chỉ có điều thật sự cần tiên sinh có thêm chút can đảm, hơn nữa ta có thể cam đoan với tiên sinh, đây là lần cuối cùng làm phiền tiên sinh, sau việc này, tiên sinh liền hoàn toàn tự do, nói cách khác, những chuyện phía sau, các người không xen tay vào được." Quỷ Y Hoài nghi hỏi: "Đến cùng là chuyện gì?" "Chuyện gì cũng không biết, nào dám tin đối phương nói là sự thật, dứt khoát cam đoan thì ai dám tin?" chương 2218, cớ sao mà không làm. Hai, cũng không có gì, chỉ là muốn tiên sinh đi thánh cảnh cứu người. Như hữu đạo nói tường tận chuyện muốn đối phương làm ra, cũng giận đi giận lại cẩn thận. Quỷ y càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, nghi ngờ, khi thì giật mình không nhỏ, chốc chốc lại ngạc nhiên, khi thì sen mồm hỏi hai câu. Sau khi giao phó tất cả xong, hai tay như hữu đạo mở ra. Người xem, chỉ cần tiên sinh làm xong chuyện, bên ta sẽ không để bên này bị tam thánh hoài nghi, Tất sẽ không dám động tới tiên sinh, từ nay về sau cũng tất không dám ép bức tiên sinh làm chuyện gì nữa. Còn bên Tam Thánh vì không muốn đánh rắn động cỏ tất cũng sẽ không dám động tới tiên sinh.